Y đạo quan đồ, trương nhất châm. Chương 651, cùng tiến với thời thế. Mọi người vừa nói chuyện vừa đi tới phòng số 1, vừa ngồi xuống không lâu tần hồng giang phó thị trưởng thường vụ tàu hướng đông tới, gã cười ha ha nói, ngại quá, tôi tới muộn rồi. Bộ trưởng tổ chức từ biêu cười nói, đại lãnh đạo luôn là người có mặt muộn nhất mà. Những lời này chỉ có y dám nói ra. Từ biêu cười nói, tôi không quản anh được, muốn quản thì cũng phải là bộ trưởng khổng cơ cả đám người đều cười theo tào hướng đông ngồi xuống bên cạnh từ biu dưới sự đề cử của mọi người gã nâng chén nói nếu mọi người đã bảo tôi nói thì tôi cũng xin được nói vài câu đều là người nhà chúng ta đừng có khách khí làm gì mọi người ăn uống thoải mái đi mọi người lại cười trương dương tuy là lần đầu tiên gặp tào hướng đông có điều thông qua biểu hiện trước mắt của y cho thấy người này cũng khá là ôn hòa không hề ra vẻ quá nhiều lăn lộn lâu trong Trương Dương, Trương Dương đã nắm được một số quy luật xem người, quan trường là một lĩnh vực phức tạp nhất trong xã hội, quan trường Trung Quốc lại càng như vậy, đủ loại người đều có thể tìm thấy trong đó. Tử lượng của Trương Dương vẫn như trước, phàm là người tìm hắn chúc rượu hắn đều không từ chối. Tào hướng đông nói, hôm nay mời mọi người ăn cơm, chủ yếu là để cảm tạ sự cố gắng và nỗ lực của các vị trong xây dựng sân bay mới trong năm ngoái, sang năm mới, mời mọi người tụ hội, tổng kết lại quá khứ, nhìn về tương lai những lời quan nguyện đường hoàng tôi cũng không nói nhiều nói tóm lại tôi hy vọng chúng ta năm nay có thể ở làm tốt hơn trên cơ sở của năm ngoái lấy ra hết toàn bộ tinh khí thần của mọi người xây dựng tốt công trình sân bay mới y cười nói với trương dương thật sự là không ngờ hôm nay có thể gặp được chủ nhiệm trương chủ nhiệm trương có thể nói là nguyên lão của xây dựng sân bay mới giang thành chúng ta nói là người khai phá cũng không quá trương dương cười nói thị trường tào ngài đừng đặt vị trí của tôi cao như vậy tôi trước đây ở sân bay mới chỉ là một người cổ vũ làm việc vặt mà thôi khiếm tốn rồi từ biêu thừa cơ nói đem vào khiêm tốn khiến người ta béo ra đó y đạo quan đồ trương nhất trâm tôn đông cường nói chủ nhiệm trương gần đây gầy đi rồi chắc phải khiêm tốn để béo lại mọi người lại bật cười bữa cơm này ăn rất hài hòa loại bữa ăn này mọi người đều thường xuyên trải qua người quan chức lớn thì chủ động hơn một chút, ung dung hơn một chút, biểu hiện của bọn họ rất phong khinh vân đạm, chuyện trò vui vẻ, đây là một loại biểu hiện thân dân, người chức quan nhỏ thì biểu hiện tương đối câu nệ, cho dù là mỉm cười cũng rất cẩn thận. Bữa ăn không kéo dài, hơn một tiếng là kết thúc, khi đi, Tào Hướng Đông đặc biệt bắt tay với Trương Dương, trong ý nghĩa nào đó Tào Hướng Đông là người của Tống Hoài Minh, y biết cậu thanh niên ở trước mắt chẳng những là hồng nhân của lãnh đạo tỉnh, đồng thời cũng là con nuôi của Phó Thủ tướng Quốc vụ Việt, đã có cơ hội gặp mặt này, nhất định phải tăng thêm ấn tượng, tình cảm thì cần phải chậm rãi bồi dưỡng, lần sau gặp mặt cũng tính là bạn bè. Mọi người ai về chỗ nấy, Tần Bạch đi tới trước mặt, tôi về nhà trước đây. Trương Dương gật đầu nói, đợi lát nữa tôi sẽ tới chúc Tết chú Tần. Tần Bạch cười cười, xoay người đi. Thường Lăng Phong ở lại, gã có không ít lời muốn nói riêng với Trương Dương. Trương Dương cũng có không ít lời muốn nói với gã thường lăng phong đề nghị tôi mời anh tới chùa nam lâm uống trà trương dương cười nói tới chùa nam lâm uống trà á à? thường lăng phong gật đầu chùa nam lâm mới mở một quán trà tự chùa kinh doanh đấy trương dương nói hòa thượng mở quán trà à chắc không phải là tên hòa thượng tam bảo đó làm ra chứ thường lăng phong nói không phải ông ta thì còn ai tao bảo hiện tại chính là danh nhân của giới phật giáo giang thành chúng ta hoàng thượng làm thương nghiệp chùa Nam Lâm cũng không phải đầu tiên, kể ra, trong thương nghiệp hóa chùa Nam Lâm người chịu trách nhiệm chủ yếu chính là anh đó. Trương Dương cười nói, có liên quan gì tới tôi? Lúc trước tôi chỉ giúp bọn họ sửa chữa chùa miếu, phát hiện địa cung, chứ có dạy họ làm kinh thương đâu. Anh ở ngoài chùa Nam Lâm là một quảng trường thương nghiệp quy mô lớn như vậy, những hòa thượng này mưa dầm thấm đất, cũng không có lòng nào mà thanh tu nữa. Hiện tại bầu không khí buôn bán của chùa Nam Lâm càng ngày càng nặng, Tôi nghe nói một nén hương đầu năm đã lên tới 20 vạn, vào ngày mùng 1, tiền hương hỏa của chùa Nam Lâm thu được tới mấy trăm vạn. Trương Đại Quan Nhân trước đây cũng không ngờ chùa Nam Lâm lại thương nghiệp hóa nhanh chóng như vậy, xem ra làm hòa thượng cũng là một nghề rất có tiền đồ, khi Trương Dương nhìn thấy hòa thượng Tam Bảo cũng có cảm xúc như vậy. Hắn và Thường Lăng phong tới quán trà chùa Nam Lâm, phát hiện bãi đỗ xe ngoài quán trà đỗ đầy xe, tới đây uống trà, có thể nghe thiền tụng kinh, tuy rằng là một nơi thương nghiệp hóa nhưng bầu không khí lại là cực kỳ cổ phác, quán trà mở ở sườn tây bắc chùa Nam Lâm, nơi này trước đây là thuộc khu đất của nhà máy dệt, về sau qua sự nỗ lực của Trương Dương đã giúp chùa Nam Lâm giành lại, vốn định để cho những hòa thượng này làm nơi niệm kinh lễ Phật, không ngờ các hòa thượng trong triều đại cải cách cũng biết động não mở ra một quán để kinh doanh tại khu đất này. Khi bọn họ tới ngoài cửa quán trà, hòa thượng Tam Bảo vừa hay từ bên ngoài trở về, ông ta hiện tại đã là người quản lý của hiệp hội Phật giáo Giang Thành tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thực nghiệp chùa Nam Lâm, ô tô cũng được cấp một chiếc hồng kỳ mới, còn có lái xe riêng, thằng cha này từ trên ô tô bước xuống, áo cà sa trên người phẳng lì, ánh mắt trời chiếu lên cái đầu chọc lốc của ông ta, sáng lấp lánh, hòa thượng Tam bảo rất khí phái xua tay, nói cậu về nghỉ ngơi đi. Ba giờ chiều tới đón tôi. Lái xe của ông ta cũng là một hòa thượng, khép nếp nói, giám đốc, tôi về trước đây, khi nào ngài cần dùng xe cứ gọi tôi. Hòa thượng Tam Bảo gật đầu, xách một cái túi sách, xài bước vào quán trà, điện thoại di động của ông ta để trong túi, làm hòa thượng dẫu sao cũng phải nhún mình một chút, không thể nào giống như bọn nhà giàu mới nổi được. Đi tới đâu cũng dơ di động ra, nói chuyện điện thoại thì mồm oang oang, cứ như sợ người khác không biết mình. Hòa thượng Tam Bảo cúi đầu mà bước, đặc chất của đệ tử nhà Phật vẫn không thể nào bỏ đi được, đây là sự tu dưỡng cơ bản nhất, nhưng cứ vậy cúi đầu mà bước, suýt nữa thì va phải một người, hòa thượng tam bảo lập tức niệm a di đà phật đang định phô trương vài cầu nhưng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy trương dương miệng hòa thượng tam bảo lập tức ngoác ra ông ta mặt mày tươi cười nói chủ nhiệm trương ngài sao lại tới đây nhìn thấy thường lăng phong ở bên cạnh trương dương ông ta lập tức hiểu ra nhất định là thường lăng phong dẫn trương dương tới đây đoạn thời gian gần đây thường lăng phong thường xuyên tới đây uống trà trương dương quan sát hòa thượng tam bảo từ trên xuống dưới cười nói được đấy dầu có rồi nhỉ, không làm hoàng thượng mà thành tổng giám đốc rồi, còn có cả xe riêng nữa. hòa thượng tam bảo xấu hổ vô cùng, ho khan một tiếng, nói cải cách mở cửa, người làm hòa thượng như chúng tôi cũng phải cầu tiến chứ. trương dương là một trong những người mà hòa thượng tam bảo bội phục nhất, ông ta cười cười mời trương dương và thường lăng phong vào, an bài cho bọn họ gian trà thất điều kiện tốt nhất. theo như lời hòa thượng tam bảo, gian trà thất này là đặc biệt để tiếp đái lãnh đạo thị ủy, bình thường không mở cửa cho bên ngoài. Hòa thượng Tam Bảo tự mình pha một ấm trà ngon cho họ, Trương Dương nói với ông ta, đi làm việc của ông đi, tôi có vài cầu muốn nói với chủ nhiệm thường, ông phải làm gì thì cứ đi làm đi. Hòa thượng Tam Bảo liên tục gật đầu liên tục gật đầu, phóng mắt khắp trong ngoài gian thành, cũng chỉ có Trương Dương có thể sai khiến ông ta như vậy. Thường Lăng Phong cười nói, ông ta rất nghe lời anh. Trương Dương nói, hòa thượng này là hạng giảo hoạt, có điều đầu óc cũng rất linh hoạt nếu như làm sinh ý nói không chừng có thể giàu to thường lăng phong nói chắc chắn rồi gã cầm chén trà lên uống một ngụm rồi nói chuyện của anh tôi cũng có nghe nói gần đây tâm tình sao rồi trương dương nói cũng đỡ rồi chuyện đã xảy ra thì nói chung vẫn phải đối mặt thường lăng phong gật đầu nói khẽ trận phong ba chính trị của nam tích lần này đã làm chấn động cả chính đàn bình hải đại ca của tôi cũng bị điều tra trương dương không hề cảm thấy bất ngờ Đại ca Thường Lăng Phong của Thường Lăng không trước đây từng phó thị trưởng thường vụ của thành phố Nam Tích, lại là cán bộ được Từ Quang Nhiên coi trọng nhất. Từ Quang Nhiên có vấn đề, tổ chức khẳng định sẽ tiến hành điều tra với Thường Lăng không, Trương Dương nói, không sao chứ? Thường Lăng Phong lắc đầu, cũng may anh tôi làm việc rất có chừng mực, anh ấy đối với sĩ đồ có sự kỳ vọng cao hơn, cho nên sẽ không bị ngã trên kinh tế. Thường Lăng Phong hiểu rất rõ anh trai mình, rất có lòng tin với y. Trương Dương có hiểu chút ít về Thường Lăng không? Biết người này là nhân tài kiệt xuất trong cán bộ trẻ tuổi Bình Hải, không gian để thăng trong tương lai rất lớn. Người như vậy chắc sẽ không phạm sai lầm trên kinh tế, bọn họ sẽ không lấy tương lai và tiền đồ của mình ra đặt cược. Trương Dương cười nói, nói về anh đi, sân bay mới làm thế nào rồi? Thường Lăng Phong nói, thị trường tàu rất tinh minh. Chỉ từ câu đánh giá này, Trương Dương có thể nghe ra Thường Lăng Phong tựa hồ có nhiều hào cảm lắm với tàu hướng đông. Hắn mỉm cười nói, thoạt nhìn cũng rất bình dị gần gũi mà. Thường Lăng Phong nói, cán bộ có rất nhiều loại, nhưng nếu thật sự muốn phân loại thì đại thể có thể chia thành ba loại người. Trương Dương chậm rãi đặt chén trà xuống, mỉm cười nhìn Thường Lăng Phong. Thường Lăng Phong nói, loại thứ nhất là thường thấy nhất, một lòng muốn lên cao, muốn làm quan, muốn làm quan lớn, loại người này là thường thấy nhất, loại người thứ hai là muốn làm việc thực sự, đặt người dân lên vị trí đầu, không nghĩ tới được mất của cá nhân loại người này là ít thấy nhất còn có một loại chính là một lòng mưu cầu tư lợi cá nhân muốn nghĩ tất cả biện pháp biến của công thành của riêng làm tổn hại của công để làm béo mình loại quan này là nhiều nhất trương dương nói tôi chắc là loại thứ hai thường lăng phong bật cười ha ha thằng ôn này trước giờ đều không biết khiêm hư gã không đánh giá trương dương nói khẽ thị trường tàu thuộc loại đầu tiên tuy biểu hiện của y rất bình hòa nhưng tôi nhìn ra y đang tích cực mò vớt vốn chính trị y muốn đi lên trương dương nói muốn làm quan cũng không phải là sai thân ở trong quan trường này có ai mà không muốn đi lên thường lăng phong nói người này rất thực tế mặc dù có chút năng lực bình dị dễ gần chỉ là đối với những người mà y có thể dùng được thôi nếu như anh vô dụng đối với y y căn bản không thèm để ý tới anh trương dương nói có phải là có suy nghĩ gì không thường lăng phong nói lúc trước tôi đến giang thành giúp anh là vì anh chữa bệnh giúp tôi hiện tại anh đi rồi sân bay mới cũng làm sắp xong rồi, đã đến lúc tôi công thành rút lui. Thật ra Trương Dương đã sớm muốn lôi thường lăng phong tới Nam Tích, đáng tiếc lúc trước Đỗ Thiên Giã đã nói trước nên hắn cũng ngại mở miệng. Hiện tại là bản thân thường lăng phong có ý định thối lui, Trương Dương đương nhiên cầu còn không được. Trương Dương cười nói, đã không thích làm nữa thì anh tới Nam Tích đi, sau khi tôi đi làm lại phải toàn lực chuẩn bị chuyện của vận hội tình, đang là lúc cần người. Anh nếu có thể tới thì tôi bớt được rất nhiều sức thường lăng phong cười nói anh chẳng lẽ nghe không hiểu à tôi là chán ghét đối với toàn bộ quan trường chứ không chỉ là đối với giang thành tôi không muốn tiếp tục làm trong thể chế nữa không có ý nghĩ gì cả cực kỳ vô nghĩa trương dương nói làm người nghĩa khí một chút đi anh thấy tôi bận như vậy chẳng lẽ không ra tay giúp đỡ à tôi gần đây chuyện gì cũng xui xẻo anh nhẫn tâm thấy chết không cứu ư thường lăng phong thở dài tôi thật không hiểu kiếp trước tôi thiếu anh cái gì vốn định cắm đầu thật thà ở nhà đọc sách nghiên cứu, nhưng không ngờ lại bị anh kéo cho chạy khắp nơi, anh thật sự coi tôi là sư gia của anh à. Trương Dương cười ha ha, thật ra cái từ sư gia này cũng rất thích hợp để chỉ thường lăng phong. Thường lăng phong cũng không nhịn được mà mỉm cười, hắn là được cố giai đồng giới thiệu cho Trương Dương, gã đối với tình cảm giữa Trương Dương và cố giai đồng cũng biết được đôi trước. Cũng hiểu rằng sự ra đi của cố giai đồng đã tạo thành đả kích rất lớn cho Trương Dương vào những lúc như thế này Trương Dương quả thực cần có người giúp hắn vượt qua cơn sóng nhỏ, bất kể là bằng hữu của Cố Giai Đồng hay là bằng hữu của Trương Dương, gã đều nên ở phía sau vươn tay ra giúp đỡ Trương Dương. Trương Dương nói, vận hội tỉnh tháng 10 sẽ cử hành ở Nam Tích, trung tâm thể dục mới tôi đã xây lên rồi, huấn luyện viên nổi danh trong nước tôi cũng mời tới rồi, nhưng kinh doanh như thế nào mới có thể kiếm được tiền, trong lòng tôi vẫn chưa rõ lắm, lời mạnh miệng tôi cũng nói ra rồi, mà nói được thì phải là được. Thường Lăng Phong nói, chỉ từ bản thân vận hội tỉnh mà nói, anh không có nhiều khả năng kiếm được doanh thu cao, dẫu sao thì loại đại hội thể dục thể thao cấp bậc này cũng không thể hấp dẫn ánh mắt của nhiều thương gia, kinh doanh xung quanh gì đó, có thể làm được, nhưng lợi ích thực sự nhận được khẳng định là cực kỳ bé nhỏ, cho nên anh muốn có lợi nhuận thì chủ yếu phải dựa vào sự tài trợ của xí nghiệp. Trương Dương nói, tôi cũng nghĩ như vậy, lợi dụng bán đấu giá rước đuốc, tranh giành quan danh tận hết khả năng để kiếm tiền. Thường Lăng Phong nói: "Nam Tích đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ban lãnh đạo thay nhiều người như vậy, tôi thấy vận hội tỉnh lần này trên ý nghĩa khẳng định sẽ trọng đại vô cùng. Bọn họ khẳng định muốn thông qua vận hội tỉnh lần này để xây dựng lại hình tượng thật đẹp, xoay chuyển những ảnh hưởng bất lợi trước đây." Trương Dương nói: "Lăng Phong, mau tới giúp tôi đi. Cái này cũng tính là chính thức mời." Thường Lăng Phong cuối cùng cũng gật đầu: "Tôi giúp anh làm xong vận hội tỉnh, anh cũng phải đáp ứng tôi." sau khi xong chuyện này anh trả lại tự do cho tôi trương dương nói được một lời đã định thằng ôn này ngoài miệng thì nói thống khoái như vậy nhưng trong lòng lại thầm nghĩ đến lúc đó nói sau tôi không tin không nghĩ ra lý do giữ anh lại trương dương uống một ngụm trà rồi nói đúng rồi bảo trương duệ dung đi cùng đi tôi cũng muốn hại hai người phải phân ly nhắc tới trương duệ dung thường lăng phong nhất thời có chút ngượng ngùng gã lung túng nói lung túng nói chúng tôi vẫn chưa tới mức đó Trương Dương vẻ mặt xấu xa, nói, giả dối, con người anh đúng là giả dối, hai người ở sau lưng người ta làm gì, tôi cũng không muốn biết đâu. Cái đó, anh vẫn chưa thừa nhận là yêu cô ta à? Thường Lăng Phong cười cười đứng dậy, sợ anh rồi đó, nói tới chuyện này mới nhớ ra là tôi phải đi rồi, Duệ Dung đang ở quảng trường chùa Nam Lâm chờ tôi cùng đi đi dạo phố. Trương đại quan nhân cuối cùng cũng hiểu thằng ôn này vì sao lại hẹn mình đến đây uống trà, thì ra là để tiện đi dạo phố với bạn cái. Trương Dương không nhịn được liền mỉm cười, trọng sắc khinh bạn. Thường Lăng Phong chỉ coi như không nghe thấy gì, tôi đi trước đây. Thường Lăng Phong nói đi là đi, Trương Dương còn có một mình tất nhiên cũng không không ở lại chỗ này, nói thật, quán trà chùa chiền này trà cũng chẳng ngon, uống vào miệng luôn cảm thấy có mùi khói hương. Thường Lăng Phong vừa mới đi thì Hòa thượng Tam bảo lại tiến vào, vẻ mặt tươi cười nói với Trương Dương, chủ nhiệm Trương, ngài đừng đi vội tôi đã bảo người chuẩn bị một ít Phật Châu khai quang cho ngài để ngài mang theo. Ông ta đưa một cái túi vải màu vàng ra, Trương Dương lúc trước mỗi lần tới chùa Nam Lâm đều đòi Hòa Thượng Tam bảo một ít phân châu, tại bên người người tin Phật ở bên cạnh càng lúc càng nhiều, lưu trữ tặng cho người ta cũng tốt. Hòa Thượng Tam bảo còn đặc biệt chuẩn bị một chuỗi Phật châu làm từ cây tử đàn cho Trương Dương, chuỗi Phật châu này là có được lúc tăng nhân Ấn Độ tới trao đổi Phật sự, đã được cao tăng Ấn Độ tự tay khai quang, cho nên vô cùng chân quý, Trương Dương cũng không khách khí với ông ta, khi nhận lấy bỗng nhiên nhớ tới mạnh truyền Mỹ, phu nhân của Kiều Trấn Lương, bà ta rất thích Phật sự, có cơ hội sẽ tặng chuỗi tràng hạt này cho bà ta. Trương Dương bước về phía xe pí chấp của mình, Hòa Thượng Tam bảo cung kính đưa tiến, Trương Dương nói, xem ra ông gần đây sống cũng khá nhỉ. Hòa Thượng Tam Bảo Cung khiêm cười nói, tất cả đều nhờ có chủ nhiệm Trương Chiếu Cố. Hòa Thượng Tam Bảo cũng khá là thông minh, đáng tiếc là hơi thế tục một chút, thân là một người xuất gia mà nói, cái này không phải là một chuyện tốt gì." Trương Dương nói, "Chùa Nam Lâm là một chiêu bài của giới Phật giáo giang thành, vào lúc làm kinh tế đồng thời phải chú ý ảnh hưởng xã hội." Hòa thượng Tam Bảo nói, "Chủ nhiệm Trương yên tâm, thu nhập doanh nghiệp của chúng tôi tất cả đều dùng cho sự nghiệp Phật giáo, chúng ta chuẩn bị dựng một ngôi chùa ở Cốc Xuân Hi núi Thanh Đài, đơn xin đã được đưa lên rồi, có điều bên trên vẫn chưa phê duyệt thôi." Trương Dương vừa nghe ông ta nhắc tới chuyện này, chắc chắn là có ý muốn nhờ mình giúp đỡ. Trương Dương cười nói, chạy đến Cốc Xuân Hy xây chùa à? Tôi nhớ là nơi đó hình như đã có chùa rồi mà, ông muốn xây chùa hay là định mã công ty ở đó? Thật sự là muốn mở chi nhánh à? Hòa Thượng Tam Bảo cười nói, lúc trước vị hải sát phu nhân đó đến chùa Nam Lâm bàn đầu tư, có điều nghe nói cô ta đột nhiên chết mất rồi, chuyện này chỉ sợ sẽ mắc cạn. Trương Dương nghe nói chuyện này không ngờ cũng có liên quan tới vương quân giao, nhất thời không có hứng thú, lạnh lùng nói cô ta có liên quan tới một vụ án tham ô cực lớn, đã sợ tội tự sát rồi, tôi thấy sự đầu tư của cô ta, các vị đừng dính vào, để tránh làm dơ bẩn nơi Phật môn thanh tịnh. Hòa thượng Tam Bảo nghe Trương Dương nói như vậy, nhất thời dùng mình sợ hãi, trong lòng vừa thất vọng lại vừa giật mình, thất vọng là xem ra ngôi chùa này không xây được rồi, giật mình là suýt nữa dùng phải tiền đen, ông ta dù sao cũng là đệ tử cửa Phật, trong lòng vẫn có chút kiêng kỳ, Trương Dương nói, "Tôi đi đây, sau này nếu gặp một thương nhân yêu nước muốn đầu tư xây dựng chùa, tôi sẽ liên hệ ngay với ông." Hòa thượng Tam Bảo gật đầu, đưa danh thiếp của mình cho Trương Dương, Trương Dương cười cười lắc đầu, "Ông nhìn ông đi, có giống người xuất gia không?" Hòa thượng Tam Bảo nói, "Phải cùng tiến với thời đại, không thể nào bảo thủ mãi được." Sau khi rời khỏi chùa Nam Lâm, Trương Dương tới nhà Tần Thanh, Tần Bạch đã về nhà, nói Trương Dương sắp tới chơi cho mọi người biết, cửa lớn mở toang. Rõ ràng là đã chuẩn bị đón Trương Dương từ trước. Nghe thấy tiếng bước chân của Trương Dương, Tần Bạch từ trong nhà ra đón, cười nói: "Lâu thế, cha tôi chờ anh lâu rồi." Giọng nói của Tần Truyền Lương từ phía sau Tần Bạch vang lên: "Trương Dương, mau vào trong nhà ngồi đi." Trương Dương gọi một tiếng chú Tần, đặt hộp quà mua trên đường lên bàn uống trà trong phòng khách. Tần Truyền Lương cười nói: "Cậu đó, tới chơi là được rồi, cần gì phải mua quà." Trương Dương nói: Lâu như vậy không tới thăm chúa, trong thời gian Tết cháu gặp chút chuyện, cũng không có thời gian tới, mua chút quà để tỏ lòng thôi. Tần Truyền Lương rất thích cậu thanh niên Trương Dương này, ông ta vẫy vẫy tay với Trương Dương, bảo Trương Dương tới trước bàn bát tiên, nhìn bản kế hoạch tu sửa miếu thành hoàng gần cửa Bắc Giang thành, gần đây tỉnh Lý mời ông ta tới đảm nhiệm chức cố vấn công trình tu sửa, kể ra cũng khéo, người mời ông ta từ Lam Sơn tới là Lý Trường Vũ nhưng tần truyền lương tới giang thành lý trường vũ lại được điều tới nam thích đảm nhiệm bí thư thị ủy có điều chính phủ thành phố giang thành đối với vị lão chuyên gia tần truyền lương này vẫn rất coi trọng và tôn kính chẳng những cho ông ta một khoản lương hậu đãi còn đặc biệt cấp một căn nhà ở gần miếu thành hoàng cho ông ta để tránh ông ta phải đi lại vất vả tần truyền lương lúc trước đều sống ở đó cũng chỉ trong mấy ngày nghỉ này là về nhà ở trương dương giả vờ giả việt nhìn bản vẽ đó thật ra hắn đối với công trình chẳng hiểu gì cả không nhìn ra được môn đạo gì, có điều hắn cho rằng hiện tại Giang Thành xây dựng lại miếu thành hoàng, chỉ chẳng qua là bởi vì lúc trước đã tu sửa tường thành cổ, đường cổ, cứ tiếp tục trùng tu những công trình kiến trúc cổ, không hề có sáng ý gì cả, nhưng có một điểm không thể phủ nhận, du lịch Giang Thành trong mấy năm nay đã thấy được hiệu quả, theo sự gia tăng của du khách, thu nhập của các ngành tương quan với du lịch cũng tăng theo. Không thể không nhắc đến công lao của Trương Dương, Lý Trường Vũ. Trương Dương không thấy Tần Thanh Mắt nhìn chung quanh một vòng rồi nói khẽ: "Chú Tần, thị trưởng Tần không có nhà à?" Tần Truyền Lương nói: "Bị cảm, tới bệnh viện truyền dịch rồi, chắc là sắp về." Trương Dương nghe thấy Tần Thanh bị bệnh, trong lòng không khỏi lo lắng, Tần Thanh gần đây sức khỏe luôn không được tốt, lần trước ở Lam Sơn đã bị bệnh, không ngờ chưa qua được bao lâu lại bệnh tiếp, xem ra mình nên dành chút thời gian điều trị sức khỏe cho cô ta. Lúc vừa nói tới Tần Thanh thì Tần Thanh cũng từ bệnh viện trở về cô ta ở bên ngoài đã nhìn thấy xe pí chấp của trương dương biết trương dương đã tới mấy ngày nay tần thanh không có lúc nào là không ở bận lòng về trương dương nhưng trương dương từ sau khi từ nước mỹ trở về thì đã cắt đứt liên lạc với ngoại giới cô ta không thể nào liên lạc được với hắn sau khi nghe nói trương dương đã từ mỹ trở về tần thanh thậm chí định tới nam thích tìm nhưng cô ta hiểu được hiện tại là thời kỳ phi thường mình cũng không thích hợp xuất hiện ở bên cạnh trương dương chỉ có thể yên lặng áp chế nỗi nhớ nhung đối với trương dương chờ hắn chủ động tới gặp trải qua những ngày dày vò như vậy hắn cuối cùng cũng đã tới thân phận và vị trí của tần thanh quyết định cô ta phải khắc chế mình nhìn trương dương rõ ràng đã gầy đi tần thanh cảm thấy đau lòng cô ta biết rõ rằng nhân sinh của trương dương gần đây gặp biến cố như thế nào khi trương dương cần có người bầu bạn nhất cô ta lại không thể ở bên cạnh hắn không thể giúp hắn phân yêu tần thanh bỗng nhiên chán ghét chức nghiệp của mình nếu có thể cô ta tình nguyện trở về làm một cô gái bình thường lặng lẽ bồi bạn ở bên cạnh trương dương trương dương cười cười tuy rằng trong nụ cười của hắn rõ ràng vẫn còn yêu thương có điều nụ cười đó cũng khiến tần thanh cảm thấy an ủi trương dương nói chị thanh về rồi đấy à sức khỏe thế nào tần thanh cười nói không có việc gì chỉ bị cảm lạnh thôi hiện tại đã đỡ nhiều rồi hôm nay vốn không muốn đi truyền dịch nhưng đến cuối cùng vẫn quyết định đi cho yên tâm tần truyền lương nói hai đứa nói chuyện đi cha đi chuẩn bị một chút buổi tối cùng nhau ăn cơm trương dương vội vàng nói dạ thôi tối nay bí thư đỗ đã hẹn với cháu rồi cháu không tiện từ chối đúng rồi chị thanh bí thư đỗ bảo tôi mời cả chị tới đó thật ra đỗ thiên giã căn bản không mời tần thanh ăn cơm là trương dương cố ý tìm cớ tần truyền lương vừa nghe bí thư thị ủy hẹn trương dương chỉ đành đồng ý trương dương kỳ thật có rất nhiều lời muốn nói với tần thanh nhưng ở trước mặt tần truyền lương thì không tiện tần thanh cũng muốn nói chuyện riêng với trương dương nghe thấy trương dương nói như vậy liền bảo cha vậy con tối nay không thể ở nhà với cha rồi tần truyền lương nói bệnh của con vẫn chưa khỏi đâu nói tới đây ông ta bỗng nhiên ý thức được dụng ý của con gái không phải là đi ăn cơm lập tức chữa lại trương dương giúp tôi chiếu cố tiểu thanh nhé lịch duyệt xã hội bày ra đó chút chuyện của người trẻ tuổi không thể nào qua mặt được ông ta Trương Dương cười nói, "Chú Tần yên tâm, rượu của chị Thanh cháu sẽ uống thay hết." Hắn ngồi lại thêm một lát, nhìn thấy đã gần đến giờ mới đề nghị ra khỏi nhà. Tần Thanh trở về phòng thay quần áo, ra khỏi cửa ngồi vào trong xe pí cháp của Trương Dương, Trương Dương đã mở điều hòa làm nóng, đợi cô ta vào, Tần Thanh đóng cửa xe, sau khi ngồi xong, chuyện đầu tiên chính là nắm tay Trương Dương, Trương Dương cảm thấy tay Tần Thanh hơn lạnh, liền nói khẽ có phải là rất lạnh không. Tần Thanh không nói gì, nhìn lắc đầu trong đôi mắt đẹp đã ánh lệ quang trương dương không nói gì nữa chậm rãi khởi động xe tần thanh nói anh gầy đi rồi trương dương ừ một tiếng tần thanh lại nói anh không nói tiếng nào đã bỏ đi có phải là định không quan tâm đến em nữa không muốn em nữa trương dương không nói gì hắn đỗ xe ở ven đường nói khẽ đỗ thiên giã hẹn anh tối đi ăn cơm em nói xem anh có phải là nên gọi điện cho anh ta không tần thanh bỗng nhiên ôm chầm lấy hắn ôm rất chặt hoàn toàn không để ý đến nơi này là ven đường nơi này chính là giang thành sau đó cô ta giơ nắm đấm lên đấm vào ngực trương dương vừa khóc vừa nói anh cứ như vậy bỏ đi không nói câu nào nếu anh xảy ra chuyện em sẽ ra sao anh cho rằng em có thể một mình sống trên thế giới này chịu đựng sự đau khổ vì mất anh ư nước mắt của cô ta không ngừng rơi xuống tần thanh xưa nay luôn kiên cường chưa bao giờ ở trước mặt người khác biểu lộ ra tình cảm như vậy mấy ngày qua cô ta không có lúc nào là không lo lắng cho Trương Dương, sự ủy khuất và lo lắng bị đè nén nhiều ngày dồn lại, cuối cùng cũng được phóng thích ra. Trương Dương ôm chặt lấy cô ta, xin lỗi. Tần Thanh dùng sức giấy ruộng, lại đột nhiên ôm cổ hắn, anh là đồ hỗn đản, đáp ứng em, cả đời này không được như vậy nữa. Trương Dương mấp máy môi, gật đầu thật mạnh. Tần Thanh sau khi ổn định lại tình tự, rời khỏi lòng Trương Dương, lúc này mới nhớ tới đây là ven đường, hơn nữa cách nhà cô ta cũng không xa cô ta đỏ mặt nói khẽ chắc không bị người khác nhìn thấy chứ trương dương véo mặt cô ta một cái mỉm cười nói mỉm cười nói em lúc vừa rồi đánh anh sao không nhớ ra tần thanh hai tay ôm mặt anh tối nay không phải đã đáp ứng đỗ thiên giã đi ăn cơm sao trương dương nói anh trước giờ luôn là người trọng sắc khinh bạn anh có thể hoãn tần thanh gắt anh đó người ta là bí thư thị ủy giang thành là lãnh đạo cũ của anh mời anh ăn cơm nói sao cũng phải nể mặt chứ nhanh gọi điện thoại cho người ta đi trương dương nói anh không có di động tần thanh đưa di động của mình cho hắn trương dương lắc đầu nói không cần hắn mở cửa xe bước xuống bên cạnh chính là buồng điện thoại công cộng trương dương trước tiên gọi điện thoại cho hải lan hải lan cũng không ở nhà đang cùng từ nhã bội đi dạo phố nhận được điện thoại của trương dương hải lan nói khẽ trương dương em và nhã bội đang đi cùng nhau tối nay chắc là về muộn Cô ấy cứ đòi đi dạo phố ăn cơm với em, bọn em là đồng sự, còn là bạn tốt nữa. Trương Dương vốn cũng đang định xin phép cô ta, nghe cô ta nói vậy, hắn cười bảo, anh cũng đang chuẩn bị nói với em rằng tối nay anh đi ăn cơm với bí thư Đỗ, chắc là muộn mới về. Hải Lan cười nói, anh chỉ cần đừng uống nhiều là được, nhớ đó, rượu có thể loạn tính. Cô ta tối hôm qua bị Trương Dương giày vò cho tới tận bây giờ vẫn chưa hồi phục lại. Trương Dương cười ha ha sau khi chào liền gọi điện thoại cho Đỗ Thiên Giá, hắn là định xin khất Đỗ Thiên Giá, buổi tối cùng tâm sự với Tần Thanh, nhưng Đỗ Thiên Giá đã an bài xong tiệc tối rồi, nghe Trương Dương nói có việc, Đỗ Thiên Giá lập tức ngắt lời hắn, thằng ôn cậu nghe rõ cho tôi, chuyện có lời bằng trời cũng phải hoãn lại, tối nay ở Ngư Mễ Chi Hương, Tô Tiểu Hồng đã an bài rồi, nghe nói cậu về, người ta ngay cả rượu ngon gia truyền cũng đã chuẩn bị tốt rồi, còn nữa, Vinh Bằng Phi cũng có mặt, hai vị thường ủy chúng tôi ra mặt cậu dù chết cũng phải nể mặt chúng tôi, tự mình cân nhắc đi. Trương Dương nghe gã nói như vậy, cũng biết không chối từ được, liền nói khẽ, à. Thị trường Tần cũng ở đây, đi cùng được không? Đỗ Thiên Giã nghe thấy ba chữ thị trường Tần, đầu tiên là ngây ra một thoáng, rồi lập tức có phản ứng. Thị trường Tần trong miệng Trương Dương nhất định là Tần Thanh rồi. Trong thể chế Giang Thành rất nhiều người đều vụ tai tiếng tính cảm giữa Trương Dương và Tần Thanh. Đỗ Thiên Giã cười mắng tôi tưởng cậu có chuyện quan trọng gì, thì ra là trọng sắc khinh bạn. Trương Dương nói, tôi nói này, anh tốt xấu gì cũng là một bí thư thị ủy, nói chuyện sao không chú ý như vậy. Chúng tôi là quan hệ đồng chí trong sạch, anh chỉ nói hưu nói vượn thôi, cẩn thận tôi tố cáo anh với ủy ban kỷ luật đấy. Đỗ Thiên Giã cười nói, ái trà, tố cáo tôi à. Thằng nhóc cậu quên rằng tôi trước đây chính là người của Trung Kỳ ủy à, phía ủy ban kỷ luật tôi còn quen hơi cậu nhiều. Tới nhanh lên, mời cả thị trưởng Tần đi cùng nữa, tôi vốn cũng định mời cô ta ăn cơm, hôm nay vừa khéo gặp mặt nhau luôn. Trương Dương nói, anh đừng có nói lung tung đấy. Đỗ Thiên giã trách mắng, thằng ôn cậu khinh thường giác ngộ cách mạng của tôi như vậy à? Cậu cho rằng người trong thiên hạ ai cũng như cậu chắc. chương 652, thay đổi. Tô Tiểu Hồng nhìn thấy xe pí chấp của Trương Dương đi tới bãi đỗ xe của khách sạn, liền chạy nhanh ra đón. Trương Dương mở cửa xe cười nói với Tô Tiểu Hồng, chị Hồng, một đoạn thời gian không gặp, Chị thật sự là trông càng lúc càng xinh đẹp. Tô Tiểu Hồng gắt, lắm điều, không châm chọc tôi vài câu thì cậu không được thoải mái à? Trương Dương nói, tôi nói thật mà, chị bảo dưỡng tốt thật, trông càng lúc càng trẻ, lần trước khi gặp chị cảm thấy như 25 26 tuổi, lần này gặp chị thì thấy y như cô nương 18, giống như trái đào mật vậy, nhìn thấy mà tôi chỉ muốn cắn một miếng. Tô Tiểu Hồng và hắn nói đùa quen rồi, bật cười khanh khách cô ta cũng nghe nói tới chuyện của cố giai đồng, biết chuyện này đã tạo thành đả kích không nhỏ đối với Trương Dương, có điều xem ra Trương Dương chắc là đã vượt qua được thời gian đau khổ rồi. Là bạn bè, Tô Tiểu Hồng cũng cảm thấy rất vui mừng, Tô Tiểu Hồng nói với Tần Thanh, chào thị trường Tần, đã lâu rồi không thấy cô về Giang Thành. Tần Thanh nói, kết âm lịch khó lắm mới có được vài ngày nghỉ, đặc biệt về thăm nhà, ngày mai là lại phải đi rồi. Tô Tiểu Hồng tấm tắc nói, nói đến bảo dưỡng, vẫn là thị trường tần bảo dưỡng có cách, da cô đẹp thật, trắng nõn nhẵn nhụi, cứ như tiểu cô nương 15-16 tuổi vậy. Tần Thanh có chút không nuốt nổi lời khen này của Tô Tiểu Hồng, cô ta cười nói, có thể là vì khí hậu Giang Nam tốt, hai năm nay da cũng đẹp hơn một chút. Trương Đại Quan Nhân cũng hiểu được mấu chốt trong đó, có nội công dưỡng sinh mà mình dạy cô ta, lại thêm sự tưới tắm của mình, da không tốt mới lạ. Tô Tiểu Hồng bảo dưỡng tuy rằng cũng coi như không tồi, nhưng so sánh với Tần Thanh rõ ràng là vẫn còn kém, lời khen tặng vừa rồi của cô ta đối với Tần Thanh không hề khoa trương chút nào, da Tần Thanh nhẫn nhụi giống như mỡ đông, trong trắng có hồng, cho dù là thiếu nữ 18 cũng không có được trạng thái như cô ta, danh hiệu đệ nhất mỹ nữ của chính đàn Bình Hải cũng không phải là tự dưng mà có. Tô Tiểu Hồng đưa bọn họ tới Thủy Tinh Các, tuy rằng là Đỗ Thiên Giã mời khách, nhưng Đỗ Thiên Giã so với bọn họ lại tới muộn hơn, bí thư thị ủy dù sao cũng có rất nhiều việc phải lo. Cục trưởng Công an Vinh Bằng Phi là người đến sớm nhất, Y đang ngồi ở trong phòng uống trà, Tô Cường đi tới ngồi cạnh ghi, nhìn thấy Trương Dương và Tần Thanh Tiến vào, Vinh Bằng Phi không khỏi kêu khổ, đã hẹn là năm rưỡi, tôi tới hơn 20 phút rồi mà các người mới tới, bí thư đỗ làm chủ mà tới giờ anh ta vẫn còn chưa thèm ló mặt. Trương Dương cười nói, ngại quá, tôi đi đón thị trưởng Tần, trên đường gặp tắc đường cho nên tới muộn. Có điều cái này cũng phải trách các ông, Giang Thành cứ đến giờ này là tắc đường nghiêm trọng, khai thông giao thông của các vị có phải có vấn đề hay không? Vinh Bằng Phi nói, đường nội thành vốn rất hẹp, công trình mở rộng đường xá nội thành đang tiến hành, rất nhiều đoạn đường xuất hiện tình trạng thắt cổ chai, cho nên trong khoảng thời gian này hiện tượng tắc đường đặc biệt nghiêm trọng, có điều rất nhanh sẽ có cải thiện, kiến thiết lại toàn bộ đường nội thành vào cuối tháng 3 sẽ hoàn thành toàn bộ. Tần Thanh ngồi xuống, nói, rất nhiều thành cổ đều tồn tại vấn đề này, tốc độ phát triển cải cách mở cửa vượt qua dự kiến của chúng ta, lúc trước không ai ngờ kinh tế Trung Quốc lại phát triển nhanh chóng như vậy, phát triển mang đến tăng trưởng kinh tế đồng thời cũng mang đến rất nhiều vấn đề những vấn đề này đều cần chúng ta đi giải quyết Vinh bằng phi gật đầu nói thị trường Tần nói đúng Giang Thành là thành thị công nghiệp cũ quy hoạch xây dựng trước đây trong nội thành đã không thể thích ứng với sự phát triển của xã hội hiện tại so với Giang Thành thành thị kiểu mới như Lam Sơn có ưu thế hơn Tần Thanh mỉm cười nói mỉm cười nói Lam Sơn là thành thị kiểu mới sau cải cách mở cửa mới được dựng lên xây dựng quy hoạch thành thị có ưu thế nhất định, có điều ai cũng có chỗ khó riêng, mỗi một thành thị đều gặp phải vấn đề khác nhau. Vinh Bằng Phi hỏi Trương Dương, Trương Dương, lần này định ở Giang Thành bao lâu? Trương Dương nói, ngày mai đi rồi, một đống chuyện ở Nam Tích đang chờ tôi về làm. Vinh Bằng Phi gật đầu. Lúc này Đỗ Thiên Giã đẩy cửa bước vào, vừa vào cửa liền liên tục giải thích, ngại quá, ngại quá, vừa rồi gặp chút chuyện cho nên đã tới muộn. Gã chào tần thanh rồi ngồi xuống bên cạnh vinh bằng phi mỉm cười nói tối nay chúng ta đều là người một nhà đã vào căn phòng này đừng ai coi tôi là lãnh đạo chỉ là bạn bè uống rượu nói chuyện với nhau thôi. Tô Tiểu Hồng lấy ra một vò rượu ra truyền sau khi mở vò rượu ra mùi thơm khắp phòng trương dương dùng sức hít mạnh một cái nói người thấy mùi rượu này sâu rượu trong bụng tôi lại ngọ ngậy rồi đáng tiếc là chắc không còn được mấy vò đâu nhỉ. Tô Tiểu Hồng nói không cần lo lắng. Lưu Kim Thành của nhà máy rượu tìm tôi xin một ít hàng mẫu, nói là nghiên cứu phối phương của rượu, hiện tại phối phương sơ bộ đã cho ra rồi, nghe nói sau khi đổi mới, vị rượu có thể ủ ra giống đến 89 phần 10. Đỗ Thiên Giã nói, cho dù nghiên cứu ra phối phương, nhưng độ ủ lâu năm thì không thể nào học được, không có vài chục năm cất vào hầm, không thể nào ủ ra được loại rượu này. Tô Tiểu Hồng nói, các anh uống đi, uống một vò thì bớt đi một vò đó. Trương Dương nói, đại cát đại lợi, chị Hồng, những năm nay sao chị nói năng phủi phui thế? Đỗ Thiên Giã lại nói, cũng có chút đạo lý. Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía gã, Đỗ Thiên Giã nói, tôi vừa nghe nói một sự kiện, thính trưởng vương của thính công an vì bệnh nên từ chức rồi. Gã nói xong liền nhìn sang Vinh Bằng Phi, tối nay mấy người ở đây đều biết rất rõ kết cấu cán bộ của Bình Hải, vụ án tham ô làm trái kỳ cương của Nam Tích lần này, Vương Quân Giao là nhân vật mấu chốt nhất trong đó, mà Vương Bá Hành Chính là đại ca của cô ta, cho dù không có chứng cứ cho thấy Vương Bá Hành có bất kỳ hành vi tham ô nào, nhưng Vương Bá Hành trong rất nhiều vấn đề cũng không thể nào khai rõ được. Người của tổ công tác Trung Kỳ ủy sau khi nói chuyện với Vương Bá Hành, Vương Bá Hành rất nhanh liền bị bệnh phải từ chức. Vương Bá Hành là thính trưởng thính công an tỉnh Bình Hải, thường ủy tỉnh Bình Hải, theo tuổi của y thì vốn cũng chẳng còn được mấy tháng nữa, hiện tại về hưu trước hạn, không có ai cảm thấy bất ngờ. Lịch sử chứng minh, bất kỳ cán bộ nào sau khi từ chức, rất nhanh sẽ mở dần khỏi tầm mắt của người ta, đại đa số người, đặc biệt là quan viên trong thể chế, đều chú ý rốt cuộc là ai sẽ thay thế vị trí của y. Vị trí của vương bá hành chắc không có quá nhiều nghi vấn, lúc trước Cao Trọng Hòa được điều từ tỉnh Vân An tới Bình Hải, chính là để chuẩn bị thay thế vương bá hành, khi ở tỉnh Vân An, thành tích công tác kiệt xuất là một phương diện, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn là, quan hệ cá nhân của y và bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương rất tốt, rất được bí thư Kiều tín nhiệm biến động của một vị trí sẽ không chỉ là thay đổi bổ khuyết đơn thuần, mà sẽ liên quan tới một đám người, Cao Trọng Hòa tiếp nhận vị trí của Vương Bá Hành. Công tác của y cũng cần phải có người đi làm thay, các loại dấu hiệu cho thấy, Vinh Bằng Phi đã trở thành nhân tuyển tất nhiên, lúc trước Vinh Bằng Phi và Cục trưởng Cục Công an thành phố Nam Tích Đường Hưng Sinh cùng được đề cử làm Phó Thính trưởng Thính Công an, có điều Đường Hưng Sinh bởi vì âm mưu bị bại lộ, vào thời khắc cuối cùng đã bỏ trốn ra nước ngoài, mà Vinh Bằng Phi do duyên cớ đứng đội mà bị Kiều Trấn Lương phủ quyết, Cao Trọng Hòa phủ chính, khi thảo luận chọn người làm phó thính trưởng, Tống Hoài Minh tất nhiên lại ra sức đề cử lão bằng hữu của mình là Vinh Bằng Phi. Có lẽ là trong thời kỳ là phi thường, đề nghị lần này của y đặc biệt thuận lợi, Kiều Trấn Lương không hề cân nhắc nhiều đã gật đầu đồng ý, năng lực của Vinh Bằng Phi mấy vị lãnh đạo tỉnh đều thấy rõ, toàn bộ thuận lợi thông qua. Đỗ Thiên Giã tuy rằng vừa nhận được tin tức, nhưng thảo luận liên quan tới chuyện này đã tiến hành được mấy ngày. Đỗ Thiên Giã cầm chén rượu lên, nói, doanh trại là sắt, binh lính là nước chảy, tôi cuối cùng cũng hiểu được đạo lý này, tiến thị trường tần, tiến trương dương, giờ lại sắp phải tiến đồng chí Bằng Phi rồi. Vinh Bằng Phi là lần đầu tiên nghe thấy tin tức này, mặc dù ở sau khi Vương Bá Hành xảy ra chuyện, y cũng có dự cảm về phương diện này, nhưng y cũng không ngờ chuyện này lại thuận lợi như vậy. Vinh Bằng Phi cầm chén rượu lên, nói chỉ là đồn đại thôi mà, Bí thư Đỗ cũng đừng coi là thật. Đỗ Thiên Giá lại xác nhận, không phải lời đồn, tôi đã nhận được điện thoại của tỉnh lý, đã xác nhận chuyện này rồi, bộ tổ chức của tỉnh rất nhanh sẽ tìm anh nói chuyện. Nói thật, tôi thực sự không nỡ để anh đi. Trương Dương nói, nước chảy về chỗ thấp, người thì đi lên cao, bí thư Đỗ anh cũng không thể chỉ cho mình tham quan, nhẫn tâm nhìn các huynh đệ dẫm trận tại chỗ được. Những lời này cũng chỉ có thằng Ôn hắn mới dám nói. Đỗ Thiên Giá cười nói, vớ vẩn tôi cản trở tiền trình của cậu bao giờ? tần thanh nói xem ra chúng ta phải chúc mừng cục trưởng vinh rồi. tô tiểu hồng cũng nâng chén lên theo. đỗ thiên dã thở dài nói nhìn các vị từng người rời đi, sâu trong lòng tôi thật sự rất buồn. trương dương Cợt nhà nói anh đừng thương cảm như vậy, không phải còn có chị hồng ở lại căn cứ địa giang thành cùng anh sao? người nói vô tâm, người nghe cố ý, loại người từng trải như tô tiểu hồng cũng bị hắn nói cho đỏ mặt. Đỗ Thiên Giá tức giận trợn trừng mắt lên, cậu đúng là miệng chó không mọc được nhà voi. Tô Tiểu Hồng cũng gắt, "Trương Dương, cậu đừng có ăn nói bậy bạ, tôi cũng không dám đánh đồng với bí thư Đỗ Dâu, trăm ngàn lần đừng làm ảnh hưởng tới hình tượng quang huy của anh ta." Cái gì gọi là có thật giật mình, đôi vợ chồng này chính là như vậy, Đỗ Thiên Giã và Tô Tiểu Hồng trong lòng biết rõ, giữa hai người bọn họ có một số chuyện không thể để cho người ngoài biết, từ cái đêm cuồng loạn hôm đó, hai người hoàn toàn không nhắc lại chuyện này nữa vẫn đối xử với nhau như bình thường, thường ngày coi nhau như bạn bè, hai người đều là người thành niên, đều rất lý trí đối diện với chuyện này, đều coi chuyện này như một sai lầm mỹ lệ, nhưng một câu vô ý của Trương Dương lại khiến tim của hai người đập thình thịch. Trương Dương cười ha ha, tai thằng ôn này quá thính, cho dù Đỗ Thiên Giã và Tô Tiểu Hồng che giấu có giỏi hơn nữa, nhưng tim bọn họ đột nhiên đập mạnh hơn là để lộ dấu vết, trong lòng Trương Đại Quan nhân thầm kinh ngạc, không thể nào, Tô Tiểu Hồng thật sự là tòm tèm với Đỗ Thiên Giã ư. Cân nhắc cẩn thận một chút, một người là si nam, một người là oán nữ, hai người đều thuộc lại cấp bậc này, bất kể là trên tâm lý hay là trên sinh lý đều tồn tại trống rỗng và tịch mịch tương đương, nếu an ủi lẫn nhau một chút cũng coi như là bình thường. Nói đùa cũng phải phân rõ đối tượng, nếu giữa Đỗ Thiên Giã và Tô Tiểu Hồng không có chuyện gì thì nói đùa còn được, nhưng nếu giữa bọn họ thật sự có gì đó ám muội có một số lời không thể nào nói loạn được, Trương Dương sau khi phát hiện chuyện này, lập tức bắt đầu lưu ý, suy bụng ta ra bụng người, nếu Đỗ Thiên Giã ở trước mặt mọi người nói đùa hắn và Tần Thanh, hắn khẳng định cũng không chịu nổi Trương Dương cười nói, bí thư Đỗ, ngài nếu thực cảm thấy mất mát, hay là lại điều tôi từ Nam thích về vậy, có điều có tiền đề. Anh phải giải quyết chuyện lên cấp phó thính cho tôi, hắn là cố ý nói vậy, biết rõ là không thể, mục đích chính là để làm bầu không khí thêm sôi nổi, đồng thời di rời sức chú ý của mọi người hóa giải sự xấu hổ vừa mới mang tới cho Đỗ Thiên Giã và Tô Tiểu Hồng. Đỗ Thiên Giã cười nói, thằng ôn cậu đúng là không biết trời cao đất rộng thế nào cả. Phó Thinh Ư, cậu vừa mới được phê duyệt thành chính ban, thật thà làm mấy năm đi, tự hài lòng đi, cậu còn trẻ như vậy đã lên tới vị trí này, cán bộ trẻ tuổi mà có thành tựu giống như cậu ở toàn Trung Quốc chúng ta cũng không thấy được nhiều đâu. Trương Dương nói, tôi đã 27 rồi, 27 mới là chính ban, Lâm Nguyên Soái người ta 19 tuổi đã là tướng quân rồi. Cam La chẳng phải 12 tuổi đã bái tướng ư, nếu là ở thời hiện tại đã là thủ tướng quốc gia rồi, cậu có bản sự đó không? Trương đại quan nhân bị đỗ thiên giã mắng cho một trận, hắn bưng chén rượu lên, nói cái đó, năng lực công tác thì tôi không dám nói, nếu lấy tử lượng để luận chức quan, cho tôi vị trí của Cam La tôi cũng có thể đảm nhiệm. Vinh Bằng Phi cười ha ha, nói, lời này tôi tin, mà kể mọi người có tin hay không, nhưng tôi thì tin. Tần Thanh cười khúc khích, tôi cũng tin. Tối nay mục đích chủ yếu ăn cơm cùng nhau chính là vì Trương Dương, thấy Trương Dương cuối cùng đã đã khôi phục lại được chút sinh khí, tinh khí thần ngày xưa dần dần về lại trên người hắn, mỗi người đều cảm thấy cao hứng từ tận từ đáy lòng. Khi nhóm người này tụ lại một chỗ, đề tài chủ yếu vẫn không rời khỏi công tác, vấn đề mà Đỗ Thiên Giã hiện tại cần đối mặt không ít, lần này tập đoàn lợi ích lấy từ quang nhiên cầm đầu của nam thích ngã ngựa đối với giang thành cũng có tác động nhất định thay đổi trên nhân sự chỉ là một trong số đó còn có một chuyện khiến đỗ thiên giã rất đau đầu vương quân giao ở núi thanh đài đầu tư thành phố điện ảnh giải trí quốc tế bởi vì vương quân giao đột nhiên tử vong hạng mục đầu tư nhất thời gác lại hiện tại xây dựng các phương diện đang trên đường tiến hành không thể cứ vậy mà vứt đi được đỗ thiên giã là người lãnh đạo số một của giang thành phải giải quyết vấn đề đến tiếp sau của thành phố điện ảnh này. Gã nhắc tới chuyện này, cảm thán nói, thành phố giải trí điện ảnh hiện đại hóa mà vương quân giao đầu tư, bất kể quy mô hay là ngạch đầu tư đều khơi dòng lịch sử bình hải. Nếu không nhắc đến vấn đề cá nhân của vương quân giao, hạng mục này sau khi xây xong, du lịch văn hóa mà chúng ta tạo ra xoay quanh núi Thanh Đài trên cơ bản đã thành hình, nhưng hiện tại cái chết của cô ta khiến tất cả đã trở thành mờ mịt. Những ngày nay tôi một mực đều bận rộn vì chuyện này, mọi người nếu như gặp được thương nhân có hứng thú đầu tư vào phương diện này thì giới thiệu cho tôi nhé. Tuy là nói vậy, nhưng người có thực lực tiếp nhận quầy hàng này không nhiều, Đỗ Thiên Giã cũng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi, mọi người đều là bạn bè, nói ra những việc khiến mình phiền lòng, áp lực tâm lý cũng sẽ giảm nhẹ đi một chút. Trương Dương nói, được, tôi sẽ lưu ý giúp anh. Khi rời khỏi Ngưu Mễ Chi Hương mới là 8 giờ tối, Đỗ Thiên Giã đi trước, Vinh Bằng Phi nói với Trương Dương, đừng đi vội, bọn khương lượng đều ở quán đổ nước sông giang đợi cậu đó trương dương nói mấy ngày nay uống không ngừng ông thật sự coi tôi là hạng giá áo túi cơm à vinh bằng phi nói tử lượng của cậu là cấp thủ tướng cơm à cậu thì sợ ai y nói với tần thanh thị trưởng tần cùng đi đi tần thanh vốn hy vọng sau khi ăn cơm xong có thể có chút không gian riêng tư với trương dương nhìn nhìn tình hình này tối nay khó mà đạt được nguyện vọng cô ta cười nói thôi cha tôi còn đang ở nhà chờ tôi Trương Dương nói, "Cùng đi đi, một đám đàn ông chúng tôi uống rượu cùng nhau rất vô vị, có đóa hoa hồng là thị trưởng Tần vừa hay có thể làm nền cho đám lá xanh chúng tôi." Tần Thanh không nhịn được cười nói, "Sao nói thế nào cũng là đạo lý của cậu thế, được, tôi sẽ tới ngồi, dẫu sao thì chỗ đó cách nhà tôi cũng không xa." Tần Thanh là nói thật, quán đồ nướng sông Hán cách nhà cô ta chỉ mất có lộ trình 10 phút đi bộ, chủ yếu là cô ta cũng muốn ở với Trương Dương thêm một chút. Có điều Tần Thanh không ngờ tối nay mình không phải là đóa hoa hồng duy nhất, khi bọn họ tới quán đồ nướng sông Giang, vừa vào cửa thì gặp Từ Nhã bội và Hải Lan cũng vừa mới tới đây. Hai người bọn họ đi dạo cả buổi chiều, từ Nhã bội đề nghị đến đây ăn cơm, không ngờ lại gặp Trương Dương. Trương đại quan nhân nghĩ thầm sao khéo thế, cười ha ha đi tới, "Ôi, thật khéo quá đi, các cô cũng tới đây ăn cơm à?" Hải Lan nhìn thấy Trương Dương, lại nhìn thấy Tần Thanh, lập tức đoán được là có chuyện gì. Cô ta mỉm cười nói, em mới từ Hong Kong về, cùng nhã bội đi dạo phố, đi đến đây liền ghé vào ăn cơm. Từ nhã bội biết Vinh Bằng Phi, bước lên chào một tiếng chú Vinh, cô ta là xưng hô từ phía cha cô ta. Vinh Bằng Phi cười nói, nếu đã gặp nhau thì cùng ăn đi, sảnh nhật nguyệt. Ông chủ lý thừa kiền nhìn thấy Trương Dương tới, vội vàng ra đón, chủ nhiệm Trương, ngài đúng là khách quỷ. Nghe nói ngài tới Nam Tích được thăng chức, hôm nay áo gấm về quê à trương dương cười nói đi ra ngoài lâu như vậy rồi suốt ngày chỉ nhớ tới thịt nướng ở chỗ ông ăn ở chỗ khác thấy chẳng ra làm sao cả lý thừa kiền nói được vậy để tôi mời khách trương dương nói không cần khương lượng bọn họ đã an bài rồi lý thừa kiền nói lát nữa tôi sẽ mang tới cho các anh mấy món đặc biệt tần thanh chủ động chào hỏi với hải lan hải lan cũng biết quan hệ giữa tần thanh và trương dương tần thanh cũng biết hải lan có điều hai cô tiếp xúc cũng không nhiều lắm, hai người bọn họ có điểm giống nhau, đối với Trương Dương đều là kiểu hiến dâng cam tâm tình nguyện, căn bản không cần kết quả gì, danh phận gì, trên tình cảm nhìn rất thấu triệt, cũng rất thành thục. Hải Lan nói: "Chào thị trưởng Tần, về đón năm mới à?" Tần Thanh mỉm cười nói mỉm cười nói: "Đừng có gọi theo trước nữa, như vậy thì xa lạ lắm, trước đây tôi thường xem tiết mục mà cô chủ trì." Hải Lan nói: "Thị trưởng Tần còn nhớ à?" trước đây khi tôi còn ở đài truyền hình giang thành từng làm một bài tin tức về chị tần thanh cười cười gật đầu khi đó cô ta còn ở giang thành đảm nhiệm chức bí thư đoàn thoáng cái đã qua mấy năm rồi hiện giờ cô ta đã trở thành thị trưởng thành phố lam sơn mà hải lan cũng tới hong kong trở thành phóng viên nổi trội của đài truyền hình thiên không hong kong tần thanh nói tôi chắc là lớn tuổi hơn cô gọi tôi là chị thanh đi thật ra tần thanh cũng không cần phải nói như vậy nhưng ở trước mặt Trương Dương nói ra câu này, ít nhiều đều có mấy phần hàm nghĩa ý vị sâu xa, người khác tất nhiên là không phát giác ra điều gì, nhưng trong lòng Trương Dương lại trở nên kích động, Tần Thanh chắc không phải cố ý dùng phương thức này để nói cho hắn biết rằng cô ta đã chấp nhận Hải Lan chứ? Hải Lan đối với Tần Thanh tất nhiên là không bài xích, trong lòng cô ta, cô ta chưa bao giờ bài xích bất kỳ một nữ hài tử nào ở bên cạnh Trương Dương, cái này có liên quan với những gì mà của cô ta đã trải qua bọn họ cùng nhau tới sảnh nhật nguyệt. Khương Lượng, Đỗ Phú Phong, Tần Bạch đều, đây, Tần Bạch nhìn thấy chị gái cũng tới, kinh hỉ nói chị, chị cũng đến à. Tần Thanh cười cười ngồi cùng với em trai, từ nhã bội nói, hôm nay có nhiều người quá, biết vậy tôi gọi cả anh trai tôi tới. Trương Dương nói, vậy thì gọi cả anh ta tới đi, năm mới mọi người cùng nhau tề tụ, vui vẻ một chút. Khương Lượng vội vàng đi an bài, quán thịt nướng sông Giang không chỉ có thịt nướng, Đồ ăn Đông Bắc làm cũng khá ngon, Lý Thừa Kiền biết những người này đều là khách quý, tối nay cũng tự mình xuống bếp làm đồ ăn. Thức ăn vừa được đưa lên thì từ Á Huy đến, gã cũng không tới một mình, đi cùng với gã còn có vợ chưa cưới của gã, cô gái Nhật Bản đằng nguyên Mỹ xa, mặt mày rất thanh tú, tiếng Trung Quốc cũng nói rất lưu loát. Trương Dương cười nói, được đấy, đúng là thuyền trưởng có khác, ngay cả tìm đối tượng cũng vượt qua biên giới. Mọi người đều bật cười, đằng nguyên Mỹ xa rất dễ đỏ mặt, nghe Trương Dương trêu mặt lập tức đỏ bừng lên, từ nhã bội rất bảo vệ vị chị dâu tương lai này, lập tức kháng nghị Trương Dương, chị dâu tôi ra mặt mỏng, anh đừng trêu chị ấy. Từ áo uy rất rộng rãi, gã cười nói, sợ gì, là bạn của nhau cả mà. Nói xong gã lại cười nói với Vinh Bằng Phi, chú Vinh, lời này của cháu không bao gồm chú đâu. Vinh Bằng Phi cười nói, cậu đừng có luôn miệng gọi tôi là chú, không sợ chê tôi giả à. Từ áo huy nói, cháu cũng muốn gọi chú là anh Vinh lắm, nhưng lão gia tử nhà cháu không cho, ông ấy xương huynh gọi đệ với chú, cháu mà gọi chú là anh, bối phận chẳng phải là loạn hết cả lên sao. Mọi người ngồi đây đều cười rộ lên. Vinh bằng phi nói, tôi lại rất thích ở cùng với những người trẻ tuổi các cậu, khi ở cùng các cậu, tôi cảm thấy mình trẻ ra rất nhiều. Y nâng chén, nói, nào, chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. Mọi người cùng nhau hưởng ứng từ á uy uống xong chén rượu này liền tranh rót đầy rượu cho mọi người gã nâng chén nói cục trưởng vinh cháu nghe cha cháu nói rằng chú sắp thăng chức rồi vinh bằng phi cười nói tin tức truyền đi nhanh thật ngày mai tôi sẽ hỏi bộ trưởng từ sao lại đem chuyện này nói ra với người nhà mà không nói trước với tôi câu này của y chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận chuyện mình sắp thăng chức trương dương và tần thanh đã biết chuyện này bọn họ đương nhiên không cảm thấy bất ngờ nhưng khương lượng Đỗ Phú Phong và Tần Bạch đều chỉ vừa nghe nói tới chuyện này, bọn họ đều là người trong hệ thống công an, biến động chức vụ của Vinh Bằng Phi có quan hệ rất lớn với bọn họ, ai nấy đều có chút kinh ngạc nhìn Vinh Bằng Phi, Khương Lượng nói cục trưởng Vinh, chuyện này là thật à. Ngài sắp tới tỉnh Thính Ư, thật ra gần đây chuyện Vinh Bằng Phi được điều tới thính tỉnh đồn đại rất rộng, chỉ có điều chưa được chứng thực mà thôi. Chuyện đã đến nước này, Vinh Bằng Phi cũng không cần phải tiếp tục phủ nhận, y gật đầu, nói, không sai, đã được xác định rồi, sau Tết không lâu tôi sẽ tới tỉnh thính công tác. Khương Lượng nói, vậy phải chúc mừng cục trưởng Vinh rồi. Ngoài miệng thì nói chúc mừng, nhưng trong lòng thì lại rất buồn, dẫu sao thì có thể gặp được một vị lãnh đạo coi trọng mình không phải là dễ dàng. Nghe nói Vinh bằng phi sắp đi, trong lòng Khương Lượng sinh ra cảm giác mất mát cũng là điều khó tránh khỏi. Đỗ Phú Phong và Tần Bạch cũng vậy, nhưng mà trong lòng mỗi người đều hiểu được, thăng chức đối với Vinh Bằng Phi mà nói là chuyện sớm hay muộn, bọn họ là cấp dưới tuy rằng không nỡ, nhưng vẫn phải chúc mừng vị lãnh đạo này. Vinh Bằng Phi cũng không nỡ rời khỏi Giang Thành, trong lúc y nhậm chức ở Giang Thành, có được thành tích không nhỏ, mà những thành tích này có được cũng là nhờ những bộ hạ này ủng hộ toàn lực. Vinh Bằng Phi nói, bất kể chúng ta tới cương vị công tác nào, điều đầu tiên phải nghĩ tới là chức trách của mình, làm công tác là phải xứng đáng với nhân dân, xứng đáng với lương tâm của mình. Tần Thanh uống mấy chén rồi đi trước, có Tần Bạch ở đây tất nhiên không cần Trương Dương tiến cô ta. Gặp phải đám người khương lượng này, rượu khẳng định là phải uống đến tận hứng, Từ Á Huy nói, nhân dịp mọi người đều có mặt, tôi trước tiên xin được nói một chuyện. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía Từ Á Huy, Từ Á Huy nắm tay Đằng Nguyên Mỹ Sa, nói tôi và Mỹ Sa đã quyết định kết hôn rồi, vào ngày mùng 1 tháng 5 năm, năm nay. Trương Dương bật cười ha ha, chúc mừng xem ra tối nay chúng ta là xong nghỉ lâm môn. Từ áo Huy nói, tôi sở dĩ nói chuyện này ra trước là bởi vì các anh đều là anh em của tôi, mùng 1 tháng 5 là ngày cao điểm của đám cưới, tôi hiện tại thông chi trước là để đảm bảo các anh đều có mặt. Vinh bằng phi gật đầu, nói, được, tôi nhất định sẽ tới tham gia hôn lễ của cậu. Khương Lượng và Đỗ Vũ Phong ở ngay Giang Thành tất nhiên là không có vấn đề gì. Trương Dương nói, tôi cũng không thành vấn đề, sẽ đến trước mùng 1 tháng 5, có điều tôi muốn làm phù rể. Từ Á Huy cười nói, quyết định vậy đi, tôi sẽ cho anh một cô gái Nhật Bản cực xinh làm phù dâu. Cả đám người cùng cười rộ lên, từ nhã bội không khỏi cười nói anh, điều kiện này rất có sức dụ hoặc, em thấy Trương Dương nhất định sẽ tới đấy. Hải Lan cũng cười khanh khách nhìn Trương Dương. Trương Dương nói, ở trong lòng các người, tôi háo sắc như vậy à? Không có ai trả lời Trương Dương vấn đề này, nhưng mỗi người đều dùng ánh mắt khẳng định để trả lời. Trương đại quan nhân thở dài, nói thói đời này làm quân tử cũng không dễ dàng gì, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, tôi chỉ chẳng qua là muốn làm quân tử, nhưng bị các cậu hiểu lầm là háo sắc, trời đất chứng giám, tôi phải nói lý với ai đây? Vinh Bằng Phi cười nói, cậu trước giờ chẳng bảo giờ nắm được lý cả. Còn chưa nói xong thì di động đổ chuông, y bắt máy, nói vài câu rồi đưa cho Trương Dương, tìm cậu đấy. Trương Dương ngây ra, ai mà giỏi thế? tìm mình không ngờ lại gọi cho Vinh Bằng Phi, chẳng lẽ là Đỗ Thiên Giã? Trương Dương cầm lấy điện thoại, trong điện thoại truyền một giọng nói nữ, Trương Dương à, đúng là cậu ư. Trương Dương lập tức nhận ra giọng của Liễu Ngọc Oánh, hắn vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, chẳng trách Liễu Ngọc Oánh lại tìm được mình. Vợ chồng Tống Hoài Minh có quan hệ cá nhân rất tốt với Vinh Bằng Phi, Liễu Ngọc Oánh gọi điện thoại cho Vinh Bằng Phi, chỉ là bảo y giúp tìm Trương Dương, không ngờ Vinh Bằng Phi lại vừa khéo đang ngồi uống rượu với Trương Dương. Sau khi Trương Dương ra cửa mới hỏi, dì Liễu, sao lại là dì? Tìm cháu có việc gì hà Liễu Ngọc Oánh thở dài, nói tôi cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, mấy ngày nay tôi gọi điện thoại cho cậu mãi mà không được, tôi sắp lo đến chết rồi. Trương Dương an ủi bà ta, dì Liễu, dì đừng gấp, có chuyện gì cứ nói với cháu, cháu xem xem có thể giúp được gì hay không. Liễu Ngọc Oánh lại thở dài, nói tiểu tân sinh được mấy ngày rồi, nhưng thủy trung sốt nhẹ không hết bệnh vàng da trên người rất nghiêm trọng, bác sĩ trị liệu mấy ngày rồi mà vẫn không có chuyển biến tốt, tôi sợ đến sắp chết rồi." Nói xong Liễu Ngọc Oánh lại nức nở. Trương Dương nghe vậy mới hiểu Liễu Ngọc Oánh tìm hắn là vì chuyện con trai của bà ta và Tống Hoài Minh. Hắn nói khẽ, "Dì Liễu, dì đừng lo, cháu sáng mai sẽ tới Đông Giang, cháu sẽ đến khám cho nó." Liễu Ngọc Oánh nói, "Tôi một mực tìm cậu, nhưng điện thoại của cậu không gọi được." về sau nghe nói cậu tới Giang Thành cho nên mới thử gọi điện thoại cho bằng phi để hỏi thăm, không ngờ thật sự tìm được cậu rồi. Trương Dương nói, dì Liễu, cháu sáng mai sẽ tới Đông Giang đúng giờ, dì hiện tại vẫn ở bệnh viện à? Liễu Ngọc Oánh nói chỗ ở của mình cho Trương Dương, lại dặn Trương Dương nhất định phải đến sớm một chút, nói xong mới gác máy. Liễu Ngọc Oánh vừa bỏ điện thoại xuống thì Tống Hoài Minh bước vào, y vừa từ phòng bệnh khoa nhi đến đây. Liễu Ngọc Oánh nhìn thấy trượng phu, có chút kích động cầm tay y, nói, Hoài Minh, em tìm được Trương Dương rồi. Tống Hoài Minh hơi ngẩn ra, y vỗ vỗ mở u bàn tay vợ, đắp chăn lại cho bà ta rồi ôn nhu nói, em đừng kích động, cứ từ từ mà nói. Liễu Ngọc Oánh lúc này mới nói chuyện mình làm thế nào mà tìm được Trương Dương. Dương Dương nước mắt bảo, may quá, Tiểu Tân được cứu rồi, Trương Dương đã đáp ứng em, sáng ngày mai cậu ấy sẽ tới Đông Giang. Tống Hoài Minh cũng biết rõ y thuật của Trương Dương nghe nói trương dương sẽ tới trong lòng cũng như chút được gánh nặng y nói khẽ trương dương gần đây cũng gặp không ít chuyện ngọc oánh có lẽ chúng ta không nên làm phiền hắn liễu ngọc oánh nói hoài minh em thật sự là bất đắc dĩ mà tiểu tân nhiều ngày rồi vẫn sốt nhẹ không khỏi những bác sĩ này nói thì nghe rất dễ dàng nhưng phương pháp trị liệu của bọn họ căn bản là vô dụng trừ trương dương ra em thật sự không biết nên tin ai tống hoài minh gật đầu trương dương tới đây cũng tốt Nhân cơ hội lần này hắn tới, mình nói chuyện nghiêm túc với hắn. Không chỉ bởi vì đứa con trai vừa ra đời, cũng là vì đứa con gái ở Mỹ nữa. Chương 653, thì ra là anh. Nhận được cú điện thoại này của Liễu Ngọc Oánh, Trương Dương không dám tiếp tục trì hoãn, sáng sớm hôm sau hắn liền rời khỏi Giang Thành tới Đông Giang, Hải Lan và Từ Nhã bội hẹn cùng nhau về Hong Kong, còn muốn ở lại Giang Thành thêm một ngày, có điều Trương Dương lần này về cũng không cô đơn. Tần Thanh đi nhờ xe hắn cùng về Đông Giang. Vào lúc 10 giờ sáng, lộ trình đã đi được một nửa, Tần Thanh sợ Trương Dương lái xe mệt, bảo hắn ở đằng trước dừng lại ở trạm nghỉ ngơi một chút, thuận tiện hai người đổi chỗ, lộ trình tiếp theo để cô ta lái. Trạm nghỉ ngơi tên là Lương Sở, đặc sản ở đây chính là trứng vịt mặt, Tần Thanh đi giao một vòng trong siêu thị của trạm nghỉ ngơi, mua hai hộp trứng vịt mặn. Vừa từ trong siêu TTHT đi ra liền nhìn thấy một đám người vây ở phía trước, Trương Dương cũng ở trong đó, chính là nhân viên công tác của trạm nghỉ ngơi vừa mới nhận được thông chi, đoạn đường cao tốc Bình Xuyên tới Đông Giang xảy ra tai nạn lớn, hiện tại đang khẩn cấp cứu viện, đề nghị xe tới cửa ra cầu Mạnh Gia ở phía trước thì đi vòng qua đoạn đường Bình Xuyên rồi quay lại đường cao tốc. Trương Dương cầm một bình nước khoáng vừa uống vừa nghe, Tần Thanh đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng huyết vào tay hắn, nói, sao thế? Có phải là rất nghiêm trọng không? Trương Dương thở dài, xem ra hôm nay phải muộn một chút mới tới được Đông Giang rồi, đoạn đường Bình Xuyên xảy ra chuyện, 12 chiếc xe tông nhau, tử thương rất thảm trọng. Bình Xuyên ư? Tần Thanh nhíu mày, Bình Xuyên không phải là phạm vi quản lý của tỉnh Bình Hải, Bình Hải có một bộ phận đất đai nối liền với tỉnh Hoàn Đông, Bình Xuyên vừa hay là huyện hạt của tỉnh Hoàn Đông, sự cố giao thông trọng đại như vậy phát sinh ở bất kỳ đâu cũng đều sẽ dẫn tới sự chú ý của toàn tỉnh, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Tần Thanh chính là may quá. Hiện tại Bình Hải quả thực không chịu nổi dày vò nữa rồi, trận phong ba chính trị của Nam Tích còn chưa hoàn toàn qua đi, thân là một phần tử của chính đàn Bình Hải. Cô ta không hy vọng Bình Hải lại xảy ra bất kỳ chuyện không may nào. Trương Dương thì nghĩ đến Liễu Ngọc Oánh, mình đã đáp ứng bà ta sẽ tới Đông Giang vào buổi sáng, đặc biệt dậy từ sớm để lên đường, nhưng dục tốc thì bất đạt, ai mà ngờ được trên đường cao tốc lại xảy ra chuyện, hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một là đợi ở trạm nghỉ ngơi Đợi khi nào đoạn đường ở phía trước thông lại thì khi đó tiếp tục lên đường, còn có một lựa chọn khác chính là nghe theo kiến nghị đi vòng từ cửa ra cầu mạnh ra. Trương Dương là một người thiếu nhẫn nại, cho nên hắn quyết định lựa chọn cái sau. Đoạn đường này vẫn ở trong cảnh nội tỉnh Hoàn Đông, Hoàn Đông và Bình Hải tuy rằng nằm sát nhau, nhưng thực lực kinh tế của hai tỉnh lại có cách biệt một trời một vực, Bình Hải là tỉnh lớn kinh tế của Trung Quốc, thành thị vùng duyên hải rất nhiều, trong cải cách mở cửa phát triển rất nhanh mà Hoàn Đông trước đây từng vùng giải phóng cũ của cách mạng, sông núi rất nhiều, tài nguyên du lịch phong phú, nhưng kinh tế lại tương đối lạc hậu, tổng giá trị sản xuất kinh tế vài năm gần đây thậm chí không bằng được một nửa Bình Hải. Phải biết rằng diện tích tỉnh Hoàn Đông hơn Bình Hải 10%, dân cư so với Bình Hải lại ít hơn hơn 800 vạn. Sau khi xuống cầu mạnh ra, lập tức lý giải sâu sắc về sự lạc hậu của Hoàn Đông, tuy rằng là đường tỉnh, nhưng lại rất gồ ghề, giảm sóc của xe pickup ở dạng mặt đường này đã phát huy tác dụng rất lớn. Nhưng ô tô cho dù là tốt hơn nữa, dưới tình hình giao thông như thế này cũng không thể nào lái nhanh được, bởi vì đường cao tốc xảy ra chuyện, đa số xe đều chọn con đường này để đi, lượng xe trên đường đột nhiên tăng mạnh, con đường vốn đã không rộng rãi áp lực đột nhiên lại bị gia tăng thêm mấy lần. Xe pickup đi đi rừng rừng, trong một tiếng đồng hồ chỉ đi được có 30 cây em, Trương Dương cảm thấy cần phải nói một tiếng với Liễu Ngọc Oánh, hắn gọi điện thoại cho Liễu Ngọc Oánh, nói cho bà biết rằng mình đang bị tắc đường, có thể là muộn một chút mới có thể tới Đông Giang được. Liễu Ngọc Oánh tuy rằng rất gấp, nhưng bà cũng biết bệnh tình của con trai không thể gấp trong nhất thời được. Bà ta bảo Trương Dương cứ bình tĩnh, đừng có đi nhanh, tình huống trước mắt của thằng bé vẫn ổn định. Khi đi tới thôn Dương Giác, phía trước lại xuất hiện tắc đường, tất cả lượng xe đều không đi được, từng chiếc cứ vậy bỏ trên đường. Tần Thanh dứt khoát tắt máy, Trương Dương nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ trưa rồi, hắn mở cửa xe bước xuống, không lâu sau liền quay lại, nói với Tần Thanh, phiền rồi, phía trước tắc gần hai cây em, nói là có hai chiếc xe tải đâm nhau, một chiếc trong đó bị lật, cát vàng trên xe vãi đầy đất, không có hai tiếng thì không thể nào dọn dẹp được, sớm biết thế này thì chẳng thà đợi ở trạm nghỉ cho rồi. Tần Thanh an ủi hắn, anh đừng có gấp, đã nói dục tốc thì bất đạt, xem ra hôm nay chúng ta thật sự ứng với câu này. Trương Dương chỉ chỉ vào một quán cơm ở bên cạnh đi thôi. Chúng ta vào đó ăn cơm, dù sao xe trong nhất thời bán hội cũng không đi được đâu. Tần Thanh gật đầu, xuống xe cùng Trương Dương vào quán cơm. Khu vực này không có nhà nào khác, chỉ có một quán cơm này, trên biển viết quán cơm quê thôn Dương Giác, khi bọn họ đi vào sân mới biết bên trong đã chật cứng người, đành chịu thôi, nơi này căn bản không có lựa chọn nào khác, mắt thấy sắp tới chưa, các lái xe lại không thể đi được, chỉ có thể lựa chọn vào đây lấp cho no bụng. Đối với chủ quán mà nói thì hôm nay có thể nói trời đổ tiền xuống, giá thức ăn so với bình thường không chỉ tăng lên gấp 3, có điều chẳng ai buồn tính toán với hắn, vật lấy hiếm làm quý, ai bảo ở đây chỉ có một quán cơm của hắn. Trương Dương khó khăn lắm mới đợi được một chỗ trống, gọi một nồi canh gà, một đĩa thịt bò xào nấm, một đĩa thịt mặn kiểu quê, rượu thì hắn tự mình mang đến, nhưng vừa đặt rượu mau đài của mình lên bàn thì bà chủ quản bước tới, người ta cũng tính là nhiệt tình mỉm cười nói xin lỗi đại ca quán chúng tôi không cho phép uống rượu tự mang trương đại quan nhân vừa nghe thấy vậy thật sự là vừa tức giận lại vừa buồn cười cái nơi rách nát này mà con mẹ nó cũng không cho uống rượu tự mang ư có điều gặp phải tình huống ngày hôm nay người ta bắt chẹt một chút cũng đúng mắt trương dương quét lên tủ rượu bên trong căn bản không có rượu nào uống được hiện tại sản phẩm rượu trắng giả khá nhiều trương đại quan nhân tuy lợi hại nhưng cũng không dám lấy thân thử độc hắn nói khẽ vậy cho hai chai bia, như vậy được chứ? Bà chủ tươi cười giảng dỡ nói, được, một chai 10 đồng. Trương đại quan nhân thầm nói, lừa bố à, Tần Thanh cũng thấy tiểu điếm này thực sự là quá bắt chẹt người ta, rượu chỗ họ bán, giá bình thường không quá một đồng, bởi vì hôm nay tắt đường, mọi người đều vào ăn cơm, không ngờ lại tăng giá lên gấp 10. Tần Thanh nói, đại tỷ, chỉ có phải là bán đắt quá không? Nụ cười của bà chủ quán vẫn không đổi, nhưng lời nói ra lại rất quá đáng, chê đắt thì hai người tới nhà khác mà ăn, tôi đâu có mời hai người vào, vị tiểu thư này, nhìn trông cũng xinh xắn mà sao kỳ bo thế. Tần Thanh lười chẳng buồn lý luận với bà ta, nói với Trương Dương, đi thôi, không ăn nữa, chúng ta vào trong xe ăn bánh nghỉ. Trương Dương cũng không muốn tức giận vì kẻ tiểu nhân, đứng dậy định đi. Bà chủ quán nghe nói bọn họ muốn đi thì lập tức không vui, ê, muốn đi à? Gà đã giết cho hai người rồi thức ăn cũng thái rồi, các người muốn đi thì tổn thất của tôi tính sao đây? Trương Dương vừa nghe đã biết là gặp phải mụ đanh đá rồi, hắn cố nén giận, nói, vị đại tỷ này, thức ăn tôi còn chưa gọi xong mà chị bảo là gà đã giết rồi, thế có phải là khoa trương quá không? Nói thật với các người, chúng tôi không có tiền, quán ăn của các người bán đắt quá, chúng tôi không chi nổi. Tần Thanh cũng tức giận nói, Trương Dương, đừng để ý đến họ, chúng ta đi. Bà chủ quan cản đường họ lại, chống nạnh hết, không có tiền, không có tiền thì đừng có vào đây, đồ mặt hạng. Tần Thanh đã bao giờ gặp phải loại người không nói lý như thế này đâu, nhất thời tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng trị. Trương đại quan nhân cũng nổi giận rồi, hắn hét to, ông chủ đâu. Một đại hán to cao đen hồi bước tới, mắt trợn tròn như chuông đồng, nhìn cứ như chuẩn bị nuốt sống Trương Dương, tức giận nhìn hắn, nói, hét cái gì? Ai con mẹ nó bắt nạt vợ tao? Trương Dương giơ tay phải lên, tát cho gã một cái, đánh cho gã nổ đom đóm mắt, nện mông xuống đất, con mẹ mày, biết tao vì sao đánh mày không? Là vì mày không biết dạy vợ, tao không đành đàn bà, nhưng tao phải dạy mày, loại đàn bà tranh chua như vậy đừng có cho ra ngoài làm vướng mắt người ta. Bà chủ thấy chồng bị đánh, giống như phát điên lao về phía Trương Dương, Trương Dương thật sự là không muốn ra tay với đàn bà, nhưng người ta xông lên thì không thể không né, đúng vào lúc này, bóng người bên cạnh nhoáng lên, chính là Tần Thanh lao tới, một cước đá cho mụ tranh chua đã ngã xuống đất, công lực hiện tại của Tần Thanh sớm đã hơn xưa, đối phó với loại đàn bà này căn bản không có vấn đề gì. Với hàm dưỡng của Tần Thanh mà hôm nay cũng không khỏi có chút tức giận, huống chi là nhìn thấy mụ đàn bà đó muốn tấn công Trương Dương, có cầu binh đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất chặn, nam đối nam, nữ đối nữ, cô ta đương nhiên là phải đứng ra vì nam nhân của mình. Bên này vừa đánh nhau, lái xe ăn cơm ở trong quán đều kêu hay, Kỳ thật mọi người đều giận mà không dám nói, thức ăn của quán quá đắt, tới đây an toàn là lái xe đường dài, mọi người kiếm tiền đều rất cực khổ, tới đây rồi lại bị chém, nhưng dẫu sao cũng là khách qua đường, thường thường không dám trêu vào người bản địa, nhìn thấy có người ra tay, lửa giận của ai nấy đều bùng lên, không biết là ai kêu một tiếng, đánh hay lắm, nơi này con mẹ nó chính là hắc điếm, mọi người cùng nhau động thủ, đập bỏ mẹ nó đi. Câu này giống như châm thùng lửa, tất cả lái xe đều động viên, người thì lật bàn, Người thì đập ghế, nhất thời trong quán lộn xộn. Trương Dương và Tần Thanh cũng không ngờ bỗng nhiên lại biến thành một trận bạo động, hai người ra khỏi quán, không lâu sau liền thấy hai vợ chồng chủ quán mặt mũi bầm dập, tóc tai bù xù chạy ra, phía sau còn có mấy lái xe đang cầm ghế đuổi theo, ông chủ đó khi đi qua bên cạnh Trương Dương, hậm hực chỉ vào hắn, mày đợi đó. Lúc nói câu này, phía sau lại bị người ta đập cho một gậy. Tần Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, đúng là tiểu nhân. Trương Dương thì biết chuyện sẽ không kết thúc nhanh như vậy, loại phiền phức này hắn không muốn dính vào, dẫu sao thì hôm nay hắn cũng có việc bên người, nếu như không phải là bà chủ quán nhục mạ tần thanh, hắn cũng sẽ không đến nỗi không nhịn được mà ra tay. Tắc đường vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, nếu như đường có thể kịp thời thông xe thì cũng sẽ không phát sinh phiền phức tiếp theo. Không lâu sau, vợ chồng chủ quán quả nhiên dẫn tới không ít người, đến 8 cái xe kéo, trên mỗi xe chở hơn 10 thanh niên to khỏe, tính sơ sơ cũng phải hơn trăm người, nghe nói người ta tìm bang thủ tới, đám lái xe lập tức chạy tan tác. Trương Dương vốn đứng ở bên đường ăn bánh mì, Tần Thanh nhìn thấy tình thế không ổn, kéo tay hắn, bảo hắn vào trong xe tránh, không phải là vì sợ mà là không muốn dính vào phiền phức này. Nhưng vợ chồng chủ quán bắt đầu đi tìm từng xe một, người mà bọn họ muốn tìm chính là Trương Dương và Tần Thanh, vừa rồi người đập quán tuy rằng rất nhiều, nhưng người khơi màu là Trương Dương, bọn họ cũng chỉ có thể nhớ được trương dương và tần thanh thật ra trương dương và tần thanh ra tay rất có chừng mực ngược lại cái đám lái xe đó lại xuống tay không nhẹ không nặng có điều người ta đã nhận chuẩn bọn họ thì cũng đành chịu thôi trương dương từ cửa kính xe phía sau nhìn thấy bọn họ càng lúc càng gần cười khổ nói anh càng không muốn dính vào phiền phức thì phiền phức lại càng tìm tới anh tần thanh thở dài nói không tránh được rồi trương dương nói em cứ ở trong xe đi anh đi ứng phó với họ Tần Thanh rất có lòng tin với võ công của Trương Dương, cũng từng nhiều lần chứng kiến cảnh hắn lấy nhiều địch ít, nhưng dù sao vẫn rất quan tâm, cô ta nói khẽ, nhất định phải cẩn thận đó, dọa cho họ chạy là được rồi, đừng có làm lớn chuyện. Trương Dương gật đầu, mở cửa xe bước xuống, Tần Thanh gọi hắn một tiếng, lấy một cây gậy bóng chảy ra đưa cho hắn, tuy rằng Trương Dương lợi hại, nhưng dẫu sao đối phương cũng nhiều người, có đồ trong tay cũng yên tâm hơn. Trương Dương cười cười với Tần Thanh, tay cầm gậy bóng chày, chậm rãi đi tới. Hai vợ chồng chủ quán nhìn thấy Trương Dương, chỉ vào hắn, lớn tiếng nói chính là hắn. Tiếng hét này khiến sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào Trương Dương. Lập tức có hơn 10 thanh niên to khỏe vung gậy sáp ong lao về phía Trương Dương. Đường ở hiện trường trên cơ bản đều bị xe vây kín, địa hình như vậy đối với Trương Dương càng có lợi, đảm bảo cả trăm người lao lên cũng không thể tạo thành thế hợp vây hắn. Trương Dương xông tới, đường hẹp thằng nào mạnh thằng đấy thắng, sự vũ dũng của trương đại quan nhân trước giờ không ai địch nổi. Gậy sáp ong vù một tiếng bổ vào đầu trương dương, cổ tay trương dương vung lên, nắm lấy cái gậy đó, gậy bóng chảy trong tay giơ lên, hỏi thăm thân thiết đầu của một người, một hán tử ngã xuống đất, hai người còn lại dũng cảm sông lên, gậy trong tay trương dương lại nhoáng lên một cái, đỡ lấy hai cây gậy sáp ong, chân tung lên, liên tục tung hai cước, đá bay đối phương ra sau. Sau khi liên tục đánh ngã hai người, Trương Dương đột nhiên cảm thấy phía sau có tiếng gió rít, tốc độ của một gậy này rất nhanh, chỉ từ tiếng gió mà phán đoán, lực lượng và tốc của một gậy này đã vượt quá người bình thường mấy lần. Người đánh lén hắn tuyệt đối là một cao thủ. Trương Dương không cần nhìn, gậy trong tay bỗng nhiên xoay lại đỡ một khích của đối phương đang đánh vào gáy mình, sau đó nhanh chóng quay người lại. Khi ánh mắt của hắn gặp đối phương, trong lòng hai người đều cả kinh, cơ hồ là đồng thời nói, thì ra là anh trương dương bất kể là như thế nào cũng không ngờ người đánh lén hắn ở sau lưng lại là trung trường thắng trung trường thắng từng là bảo tiêu bên cạnh kiều lão phụ trách bảo vệ sự an toàn của kiều lão bởi vì ở đông giang đánh lén trương dương khiến cho trương dương bị thương về sau lại cùng bát quái môn liên thủ công kích trương dương bị trọng quyền của trương dương đánh cho hộc máu kiều lão sau khi biết chuyện này rất là tức giận bắt thằng cháu nội kiều bằng phi của mình tới tây tạng làm lính còn trung trường thắng cũng bị ông ta đuổi đi Trung Trường Thắng sau khi rời khỏi Kiều Lão, một mực lăn lộn không được đắc ý, quê của gã ở thôn Dương Giác huyện Bình Xuyên tỉnh Hoàn Đông, ông chủ quán vừa rồi bị Trương Dương đánh chính là em họ xa của gã, vừa rồi về thôn tìm trợ thủ. Trung Trường Thắng vừa hay về nhà đón năm mới chưa đi, cũng tới giúp đỡ, ai ngờ được vừa ra tay không ngờ lại gặp Trương Dương. Trung Trường Thắng đối với Trương Dương kính sợ đến cực điểm, nếu biết là Trương Dương ở đây gây chuyện, cho gã 100 lá gan gã cũng không dám tới trương dương nhận ra trung trường thắng không khỏi nhớ tới chuyện gã trước đây đánh lén mình không ngờ thằng ôn này chết cũng không đổi tính lần này vẫn đánh lén mình hai hàng lông mày lập tức nhíu lại hắn vừa trừng mắt trung trường thắng lập tức sợ đến nỗi ném gậy đi vẻ mặt lúng túng nói trương chủ nhiệm trương thì ra là anh trương dương thấy người ta chủ động ném vũ khí chứng tỏ trước khi trung trường thắng đánh lén mình chắc là không nhận ra mình hắn gật đầu nói là tôi sao dẫn trợ thủ tới định tìm tôi báo thù à? Trung trường thắng vội vàng lắc đầu, ngài hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó, thực sự không có ý đó, tôi không biết là anh, thật sự không biết là anh. Từ ngữ khí khẩn trương của gã có thể nghe ra gã là thật sự sợ Trương Dương, lúc nói chuyện, đám thanh niên thôn hắn đều hò hét lao về phía Trương Dương. Trung trường thắng lớn tiếng hô, dừng tay, tất cả đều dừng tay cho tôi, đây là bằng hữu của tôi, tất cả dừng tay lại. Trương Dương thầm nghĩ, mình và hắn thành bạn từ lúc nào vậy có điều trương dương cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này mà động thủ hắn chủ động bỏ gậy bóng chảy xuống uy tín của trung trường thắng ở trong thôn vẫn rất cao gã vừa mở miệng lập tức tất cả mọi người đều dừng tấn công vợ chồng chủ quán nghe nói trương dương là bạn của anh họ hai người cũng biết rằng hôm nay ăn đòn vô ích rồi thấy trung trường thắng vẫy tay với gã đành trơ mặt bước tới trung trường thắng đã biết rõ chuyện vừa xảy ra nổi giận nói, bản thân mày học hành không ra gì, mở quán ăn thì thật thà mà làm ăn, vì sao lại bán với giá đắt như vậy? Muốn chém khách qua đường à? Cửa hàng của mày bị đập là tự mày chuốc lấy, mau xin lỗi chủ nhiệm trương đi. Hai vợ chồng chủ quán tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng bọn họ cực kỳ sợ người anh họ này, chỉ đành nén giận xin lỗi giải thích. Đám tiểu tử trong thôn nhìn thấy Trung Trường Thắng và Trương Dương thì ra là bản thân, chuyện này thật sự là nước lớn nhấn chìm miếu Long Vương, người nhà không nhận ra người nhà mọi người tự tản đi trương dương và trung trường thắng trước đây mặc dù có một đoạn ân oán nhưng chuyện đó đã giải quyết rồi trương dương cũng không để bụng bản thân hắn cũng không phải là một người thù dài lại thêm hôm nay biểu hiện của trung trường thắng cũng không tồi chủ động giải vây cho hắn đối với hắn cũng tính là cung kính khách khí trung trường thắng rất nhiệt tình mời trương dương vào trong nhà ngồi trương dương nói thôi phải lên đường rồi hôm nay đã chậm không ít thời gian rồi Trung Trường Thắng nhìn đội xe nối dài ở đằng trước, thở dài nói, không biết lúc nào đường mới có thể thông thoáng, tình hình đường xá của Hoàn Đông không thể nào bằng được Bình Hải. Trương Dương cười nói, bất kỳ địa khu nào cũng đều phải có một quá trình phát triển, cơ sở kinh tế của Hoàn Đông yếu kém, cải cách mở cửa cũng cất bước chậm một chút, đi sau một chút cũng là rất bình thường. Có điều theo sự phát triển của thời đại, khoảng cách này dần dần sẽ được rút ngắn. Trung Trường Thắng gật đầu, nói Kiều Lão cũng nói như vậy nhắc tới Kiều lão, trên mặt Trung Trường Thắng lộ ra vài phần mất mát. Trước đây có thể đảm nhiệm nhân viên cảnh vệ bên cạnh Kiều lão là vinh quang của gã, về sau bởi vì chuyện của Trương Dương, gã bị Kiều lão đuổi đi. Chuyện này đối với Trung Trường Thắng là một đả kích rất lớn, gã ở bên cạnh Kiều lão hơn 10 năm, đã coi bảo vệ Kiều lão là một sự nghiệp quan trọng nhất trong cuộc đời mình, bởi vì làm sai một chuyện mà nhân sinh của gã từ đó về sau phát sinh cải biến. Đoạn thời gian này, bản thân Trung Trường Thắng cũng tự tiến hành kiểm điểm lúc trước gã không nên bị kiều bằng phi dụ hoặc trương dương nhận thấy được sự mất mát của trung trường thắng hắn nói khẽ gần đây nhận chức vụ cao hơn ở đâu trung trường thắng cười khổ nói nói gì tới nhận chức vụ cao hơn tôi làm công ở một công ty bảo an của an dương có điều tình hình kinh tế nơi đó kém quá thu nhập cũng rất bình thường trương dương gật đầu nói có gì cần giúp thì cứ nói với tôi một tiếng trung trường thắng chỉ coi đây là lời nói khách khí cười bảo cảm ơn sự quan tâm của chủ nhiệm trương. Những lời này tôi sẽ nhớ trong lòng. Lúc này ô tô đã bắt đầu đi từ từ được rồi, xem ra tình huống đường xá đã giảm bớt, tần thanh nhấn còi xe, nhắc Trương Dương đã đến lúc phải đi rồi. Trương Dương cáo từ Trung Trường Thắng, tôi phải đi rồi, có thời gian ảnh thì tới Nam Tích chơi nhé. Trung Trường Thắng vẫy vẫy tay, hai người thông qua lần nói chuyện này. Khúc mắc trước đây đã biến mất vô ảnh vô tung, bọn họ đều là người háo võ, người luyện võ đối với cường giả rất dễ sản sinh ra lòng tôn kính. Trung Trường Thắng tuy rằng từng đánh lén Trương Dương, có điều gã đã nhận được bài học, biểu hiện hôm nay cũng khiến ấn tướng của Trương Dương trước kia về gã đã thay đổi nhiều. Sau khi Trương Dương lên xe, Tần Thanh nói, gặp người quen à. Trương Dương kể lại ân oán trước đây của mình và Trung Trường Thắng, Tần Thanh không khỏi cười nói, xem ra người tập võ các anh đúng là không đánh thì không quen nhau trương dương cười nói em cũng là người tập võ vừa rồi cú đá đó của em đẹp lắm xem ra lực chân so với trước kia thì mạnh hơn nhiều rồi anh có chút lo lắng tần thanh nói anh lo lắng cái gì trương dương nói lo khi hai ta làm chuyện đó em kép gãy lưng anh mà tần thanh lập tức đỏ lên vươn tay ra muốn đánh trương dương cười nói đừng động thủ đừng động thủ anh vẫn thích em động miệng hơn tần thanh lo bên ngoài có người nhìn thấy hạ tay xuống véo đùi Trương Dương một cái, lại nói khẽ, lại dở trò lưu manh hả. Trong lòng thì mừng thầm không thôi không thôi, tình tự của Trương Dương cuối cùng cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Ô tô đi chưa được bao xa thì dừng lại. Khi dừng xe, nhìn thấy Trung Trường thắng lái xe máy ba bánh đi tới. Trên thùng kéo của xe máy ra 8 con gà, hai cái đùi dê đã nướng, còn có 8 hộp trứng vịt mặn, gã trực tiếp bỏ vào trong thùng kéo của xe pí chắp của Trương Dương. Trương Dương mở cửa xe muốn đi xuống, Trung Trường Thắng cười nói, không cần xuống đâu, tôi chỉ muốn mang chút đồ tặng anh thôi. Những đồ này anh chia cho Bí Thư Kiều một nửa nhé. Trương Dương vốn muốn nói mấy câu khách khí, nhưng Trung Trường Thắng đã lái xe máy đi mất rồi. Tần Thanh nhìn chỗ vật sống trong xe pí chấp, không khỏi bật cười. Thì ra anh lái xe pí chấp là còn có chỗ tiện lợi này, bình thường nhận quà cũng tiện. Trương Dương nói, xuống xe anh che vải lên cái đã, nếu không thì quá bắt mắt còn đường thông hoàn toàn thì đã là 3 giờ chiều, khi bọn họ tới Đông Giang thì đã là 5 giờ rưỡi chiều, Trương Dương trước tiên đưa Tần Thanh đến Nam Quốc Sơn Trang của Đông Giang, Tần Thanh trước tiên ở lại đó nghỉ ngơi, Trương Dương thì lái xe pi chắp tới Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Nhưng gà dê trên xe cũng không thể nào để lại đây được. Hắn trước tiên gọi điện thoại cho Liễu Ngọc Oánh, vừa hay lái xe của Tống Hoài Minh cũng ở đây, hắn gọi lái xe, đưa xe pi chắp cho gã, bảo gã chia đồ trong xe làm hai, một nửa tặng cho bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương, một nửa thì tặng cho Tống Hoài Minh. Con trai của Tống Hoài Minh và Liễu Ngọc Oánh hai ngày trước ở khoa nhi trị liệu bệnh vàng da, hiện tại đã về cạnh mẹ. Nhìn bộ dạng thì bệnh vàng da đã bớt đi được một chút, chỉ có điều vẫn còn sốt nhẹ. Khi Trương Dương đi tới phòng bệnh, Liễu Ngọc Oánh đang con trai lặng lẽ gạt lệ, không người mẹ nào là muốn nhìn thấy con mình phải chịu khổ như vậy. Tống Hoài Minh nhìn thấy Trương Dương tiến vào, Hắn mỉm cười gọi, "Trương Dương tới rồi đấy à?" "Trương Dương, chúc chú tống năm mới vui vẻ, dì Liễu năm mới hạnh phúc." Thằng Ôn này ở trước mặt lãnh đạo và trưởng bối luôn rất lễ phép. Chương 654, công tác và sinh hoạt. Khi Trương Dương đi, Tống Hoài Minh tự mình tiến hắn ra cửa, Trương Dương nói, "Chú Tống không cần phải tiến, ngày mai cháu sẽ lại tới một chuyến, mang cho Tiểu Tân ít thuốc." Tống Hoài Minh gật đầu, nói, vất vả cho cậu rồi, sau khi nói xong, y lại bảo, Trương Dương, sau 10 giờ sáng ngày mai đến văn phòng tôi một chuyến. Vâng, Trương Dương tới bãi đỗ xe, lái xe của Tống Hoài Minh đã lái xe pi chắp về, khiến Trương Dương bất ngờ là bên trong xe còn có một người đi theo tới đây, chính là Kiều Bằng Cử, Trương Dương ngạc nhiên nói, Bằng Cử, sao anh cũng tới đây? Kiều Bằng Cử cười nói, lão gia tử nhà chúng tôi thấy cậu tặng nhiều đồ quá, cảm thấy ái ngại cho nên bảo cậu theo tôi về ăn cơm. Trương Dương mở cửa xe ngồi vào, bởi vì Kiều Bằng Cử ngồi ở ghế lái cho nên hắn chỉ đành ngồi ở ghế phụ. Kiều Bằng Cử khen chiếc xe pi chắp này của Trương Dương không dứt miệng, tính năng của xe pi chắp này thật sự không tồi, nhưng bề ngoài thì lại không bắt mắt, thằng ôn cậu đúng là biết hưởng thụ. Trương Dương thản nhiên cười nói, ai bảo không bắt mắt, Giang Thành và Nam Tích, ai nhìn thấy chiếc xe pi chắp này cũng biết là tôi tới, tôi đang định đổi xe dây. Kiều Bằng Cử cười nói, cậu phải là chính ban ư chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố Nam Tích cũng có xe riêng hà. Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Trương Dương mỉm cười không nói gì. Kiều Bằng cử nói, vừa rồi lái xe đó nói không rõ ràng lắm, bảo rằng độ là có người nhờ cậu mang hộ, ai vậy? Thì ra lái xe của Tống Hoài Minh giúp đỡ mang chỗ gà dê này tới, nhưng nói không rõ rằng, Trương Dương vốn đã nói tên của Trung Trường Thắng với gã, nhưng tới kiều ra rồi, lái xe liền quên mất tên của Trung Trường Thắng. Trương Dương cười nói, Trung Trường Thắng. Hắn kể lại chuyện gặp Trung Trường Thắng trên đường cho Kiều Bằng Cử. Kiều Bằng Cử thở dài, nói, hiếm có thật, gã vẫn còn nhớ tới nhà chúng tôi. Thật ra Kiều Bằng Cử đối với Trung Trường Thắng cũng có cảm tình, từ lúc gã còn nhỏ, Trung Trường Thắng đã phụ trách công tác an toàn bên cạnh ông nội gã, trước đây không ít lần dẫn bọn tiểu bối họ đi chơi, sau khi Trung Trường Thắng bị đuổi, gã cũng tìm tới ông nội nói giúp, có điều tính tình của kiều lão trước giờ luôn là nói một không hai, cho nên Trung Trường Thắng muốn trở về đảm nhiệm cảnh vệ của kiều lão là không có khả năng. Tới kiều gia, đầu tiên là người thấy mùi khói bếp, bước vào trong sân, nhìn thấy thì Duy và Quách Trí Giang đang ở đó đốt than củi, hai người rõ ràng là không thạo, mắt bị khói hun cho đỏ bừng cả lên, thì Duy thì càng đầm biển nước mắt, vừa hay Trương Dương tới, cô ta cũng biết Trương Dương gần đây phát sinh một số chuyện. Lần này không nói những lời ác ý, cười cười với trương dương rất khách khí nói trương dương tới rồi đấy à cười thì cười nhưng nước mắt vẫn chảy trương đại quan nhân không nhịn được liều trêu cô ta thì duy cô đừng kích động như vậy nhìn thấy tôi mà khóc lóc ra đến thế này tiểu quách sẽ nghĩ thế nào đây thì duy nghe thấy câu này lập tức biết thằng ôn này có chết cũng không đổi tính há miệng mắng da mặt anh dày quá đi tôi là bị khói hun gặp anh có gì mà kích động quách trí giang đứng lên mặt cũng đầy nước mắt gã vừa dụi mắt vừa nói, Trương Dương tới rồi à, bí thư Kiều đề nghị tối nay ăn dê nướng, hai chúng tôi phụ trách nhóm lửa. Trương Dương giờ mới biết là có chuyện gì, Kiều Trấn Lương cũng biết dày vào người ta thật, ở ngay trong vườn nướng dê. Kiều gia cũng có không ít người tới, cha mẹ thì duy là thì Quý Sương và Kiều Trấn Hồng cũng. Trương Dương vào phòng khách mới phát hiện có nhiều người như vậy, không khỏi cảm thấy có chút câu nệ, hôm nay là người nhà họ Kiều tụ hội, một ngoại nhân như hắn tới hình như không thích hợp lắm. Kiều Trấn Lương, thì Quý Sương, Kiều Trấn Hồng đều ngồi ở phòng khách xem TV, nhìn thấy Trương Dương đi vào, Kiều Trấn Lương cười cười đi tới, vươn tay về phía Trương Dương. Trương Dương bước nhanh lên trước, người ta là bí thư tỉnh ủy, mình vẫn phải biểu hiện ra sự tôn trọng tối thiểu, chúc mừng năm mới bí thư Kiều. Kiều Trấn Lương bắt tay với hắn, lại vỗ vỗ lên mờ u bàn tay hắn, nói Trương Dương à, tôi gọi cậu tới đây chính là muốn đặc biệt ở trước mặt cậu nói một tiếng cảm ơn ý nghĩa mà những lời này bao hàm rất phong phú, đồng chí Kiều không thể nào cảm ơn vì Trương Dương tặng gà dê được, y là cảm tạ Trương Dương đã dũng cảm xông tới nước Mỹ, tìm được chứng cứ phạm tội của đám quan viên từ Quang Nhiên và một lưới bắt hết đám quan liêu nam tích đó. Trương Dương đương nhiên hiểu ý của Kiều Trấn Lương, hắn cung kính nói, bí thư Kiều, những việc này đều là bổn phận của tôi mà. Kiều Trấn Lương nắm tay hắn, quay sang thì Quý Sương và Kiều Trấn Hồng, nói chắc cậu cặp cha mẹ thì duy rồi nhỉ. Trương Dương mỉm cười chào hỏi vợ chồng thì quý xương, Kiều Trấn Hồng. Kiều Trấn Lương nói, được rồi, các người chuẩn bị trước đi, tôi dẫn Trương Dương lên lầu nói chút chuyện. Trương Dương đi theo Kiều Trấn Lương vào thư phòng, từ khi vào cửa, hắn vẫn chưa nhìn thấy Kiều Mộng Viện và nữ chủ nhân mạnh truyền Mỹ, chắc hẳn hai mẹ con đang trốn ở đâu đó niệm Phật rồi. Chuyện mà Kiều Trấn Lương muốn nói riêng với Trương Dương là vụ án của Từ Quang Nhiên, y bảo Trương Dương ngồi xuống sa lông trong thư phòng, đề tài bắt đầu từ vợ chồng tống hoài minh tình huống của con trai tỉnh trưởng tống thế nào rồi kiều trấn lương biết trương dương trước khi tới đây đã đến bệnh viện thăm liễu ngọc oánh cũng đã đoán được hắn lần này đến là để chữa bệnh cho con trai của tống hoài minh trương dương nói vẫn ổn chỉ là tiên thiên bất túc điều dưỡng vài ngày sẽ khôi phục bình thường kiều trấn lương cảm thán nói tỉnh trưởng tống già rồi mới có con trai đối với đứa nhỏ này khẳng định là cực kỳ quý trọng cậu phải cố gắng giúp đỡ nhé Vòng một vòng lại quay lại vụ án của Từ Quang Nhiên, Kiều Trấn Lương nói, những chứng cứ mà cậu từ nước Mỹ đưa về đã mang tới tác dụng mấu chốt, căn cứ vào những chứng cứ này, chúng tôi trước mắt đã thẩm tra tổng cộng 22 quan viên tham dự vào vụ án tham ô, tổ công tác của ủy ban kỷ luật trung ương và ủy ban kỷ luật tỉnh đang khẩn trương xử lý chuyện này. Trương Dương nói, chỉ là chẳng mây làm được thôi, những lời mà hắn nói là thật, mục đích chân chính mà lần này hắn tới nước Mỹ là để tìm cố giai đồng, ở sâu trong lòng Trương Dương chứng cứ của đường hưng sinh cũng không quan trọng, đám người từ quan nhiên có xuống ngựa hay không cũng không quan trọng, thực sự quan trọng là tính mạng của cố giai đồng, nếu cố giai đồng có thể không sao, hắn tình nguyện để những người này tiếp tục nhởn như ngoài vòng pháp luật, nhưng những lời ở trong lòng không thể nào nói ra được, cho dù là nói ra thì cũng không được người ta hiểu. Kiều Trấn Lương nói, chuyện phía nước Mỹ cậu không cần phải lo lắng, tôi đã giúp cậu giải quyết rồi, có điều miễn trừ trách nhiệm đồng thời cũng có nghĩa là công lao lần này không thể tính cho cậu được. Trương Dương nói, không sao cả. Kiều Trấn Lương đứng lên, đi tới bên cạnh Trương Dương, vỗ vai hắn, nói khẽ Trương Dương, cố nén bi thương. Kiều Trấn Lương là hạng người nào chứ, y đương nhiên hiểu rằng căn nguyên của chuyện lần này là ở đâu, Trương Dương đã công khai thừa nhận cố giai đồng là vợ chưa cưới của hắn, hơn nữa lấy lễ thê tử để đối đãi. thằng ôn này nhìn thì bất cần đời, nhưng trên thực tế lại rất coi trọng tình cảm, đây cũng là điểm mà Kiều Trấn Lương rất thích. Kiều Trấn Lương nói, Trương Dương, trong lòng tôi chưa bao giờ coi cậu là người ngoài, trước giờ luôn đối đãi với cậu như con cháu trong nhà, tôi biết cậu là người kiên cường, không thể nào dễ dàng ngã xuống trước khó khăn. Trương Dương nói, Bí Thư Kiều, cảm ơn ngài. Kiều Trấn Lương nói, mấy ngày trước tôi dành thời gian tới Bắc Kinh một chuyến, một là để giải thích chuyện của Nam Tích với Trung Kỳ ủy, thứ hai là để gặp cha tôi, lão nhân gia còn nhắc tới cậu, ông ấy nói nếu cậu tới Bắc Kinh thì nhất định đừng quên tới chỗ ông ấy nghe nói kiều lão bận tâm về mình trong lòng trương dương không khỏi có chút kích động sức khỏe của kiều lão vẫn tốt chứ ạ à? kiều trấn lương gật đầu nói vẫn tốt lão nhân gia hiện tại không phải lo nghĩ việc gì nhiệm vụ chủ yếu thường ngày là tu tâm dưỡng tính bảo dưỡng thân thể y ngồi xuống bên cạnh trương dương đề tài lại trở về công tác trương dương chính đàn nam tích trải qua phong ba lần này có thể nói bị thương rất nặng quần thể cán bộ nam tích các cậu chuyện đầu tiên phải đối mặt chính là một lần nữa tạo dựng sức công tín của Đảng và Chính phủ. Tôi đã nghĩ rồi, vận hội tỉnh lần này là một cơ hội rất tốt, có tác dụng quan trọng đối với cải thiện diện mạo chính trị của thành phố Nam Thích và hình tượng của thành thị. Cậu thân là chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố Nam Thích, trọng trách trên vai cũng không nhẹ. Trương Dương lập tức tỏ thái độ, bí thư kiều, sau khi tôi về Nam Thích, lập tức sẽ bắt đầu cố gắng công tác, nhất định sẽ làm tốt vận hội tỉnh lần này, nhất định sẽ không để lãnh đạo và người dân tỉnh Bình Hải thất vọng. Kiều Trấn Lương gật đầu hài lòng, nói khẽ chuyện trên công tác không cần gấp, trước tiên điều chỉnh tốt trạng thái của mình đã, có một trạng thái tốt mới có thể tập trung tinh thần vào công tác, trạng thái mà tôi nói không chỉ là trạng thái sinh lý mà còn có cả trạng thái tâm lý nữa. Trương Dương bật cười. Kiều Trấn Lương nói, cậu còn trẻ, con đường phải đi về sau rất dài, trong lòng có chỗ nào nghĩ không thông thì cứ nói với tôi, tôi dù sao cũng trải đời hơn, có lẽ có thể giúp được cậu một chút. Những lời này của Kiều Trấn Lương khiến Trương Dương cảm thấy trong lòng nóng rực, thân là bí thư tỉnh ủy có thể lấy khẩu khí trưởng giả để nói ra những lời này, đủ thấy Kiều Trấn Lương yêu mến mình như thế nào, bất kể Kiều Trấn Lương có phải mang cái gọi là mục đích chính trị hay không, có phải là đang mua chuộc lòng người hay không, ít nhất giờ phút này sự quan tâm của y đối với mình là thật. Kiều Trấn Lương quả thực rất thích Trương Dương, không chỉ bởi vì biểu hiện xuất sắc của hắn trong sự kiện chính trị nam tích lần này, cũng không phải là bởi vì y thuật thần hồ kỳ kỹ, thư pháp nổi tiếng của Trương Dương, y là thích sự cứng cỏi ở tận trong xương cốt của Trương Dương, loại tinh thần vĩnh viễn không chịu thua, dũng cảm có trách nhiệm này ở trên người người trẻ tuổi thời nay là rất hiếm thấy. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên giọng nói của thì duy cậu, nhóm lửa xong rồi, cậu không phải là muốn tự tay nướng dê sao? Kiều Trấn Lương cười cười đứng dậy, đi thôi, tôi nướng dê cho cậu thử. Khi trở lại phòng khách, Kiều Mộng Viện và mẹ cô ta, mạnh truyền mỹ đã trở lại ánh mắt của kiều mộng viện khi liếc qua mặt trương dương đôi mắt sáng như nước thu dừng lại ở đó trương dương cũng nhìn khóe môi lộ ra một nụ cười sắc mặt của kiều mộng viện hơi tái nhợt cuối cùng cô ta cũng cười nụ cười của cô ta giống như một ánh mặt trời đã quét đi tất cả vẻ u ám trên mặt thẽ thọt trào hi anh tới rồi à ngữ khi tuy rằng bình thản nhưng trong đó lại bao hàm sự quan tâm sâu sắc đối với trương dương trương dương đi tới trước mặt hai mẹ con họ Trước tiên là chào Mạnh Truyền Mỹ, Mạnh Truyền Mỹ cười nói, Trương Dương tới đấy à, mấy đứa chơi đi, tôi đi ra ngoài cả ngày nên hơi mệt, đi nghỉ ngơi đã. Trương Dương gật đầu, hắn cũng hiểu tương đối về Mạnh Truyền Mỹ, Mạnh Truyền Mỹ một lòng lễ Phật, đối với nhân tình thế thái không có hứng thú lắm, tạo thành hai cực đoan với kiểu Trấn Lương tính tình hòa ái hướng ngoại. Trương Dương thậm chí cho rằng Mạnh Truyền Mỹ trước đây nhất định từng có biến cố gì đó cho nên mới khiến tính tình của bà ta biến thành như vậy tin Phật có lẽ chỉ là một loại ký thác của bà ta. Kiều Trấn Lương tự mình nướng dê, y từng sống ở nội mông, nướng dê cực kỳ điêu luyện, trong nhà cũng có một bộ công cụ để nướng dê, con dê mà Trung Trường Thắng tặng phải nặng tới 20 cân. Kiều Trấn Lương bảo con trai hỗ trợ đặt con dê lên than lửa, cả đám người đều vây ở trong sân xem bí thư Kiều thể hiện. Trương Dương và Kiều Mộng Viện đứng cạnh nhau, Kiều Mộng Viện dùng khóe mắt liếc trộm Trương Dương, phát hiện hắn quả thực đã gầy đi, Điều này khiến cho hình dáng của hắn so với càng lộ ra vẻ kiên nghị hơn, Trương Dương nói, "Bí thư Kiều xem ra rất có nghề." Kiều Mộng Viện mỉm cười nói mỉm cười nói, "Không phải là xem ra, mà là vốn rất thạo, cha tôi trước đây từng sống ở Nội Mông 3 năm, nướng thịt dê, ủ rượu sữa ngựa, chế phô mai, những thứ mà dân du mục biết, ông ấy trên cơ bản cũng đều biết." Trương Dương cười cười gật đầu, biểu hiện của Kiều Trấn Lương ở nhà giống như là một người cha hiền từ, từ điểm này mà nói Kiều Trấn Lương rất biết sống, y biết phân rõ công tác và sinh hoạt. Kiều Mộng Viện lặng lẽ đưa một cái túi màu vàng cho Trương Dương, Trương Dương nhận lấy, hỏi cái gì đấy. Kiều Mộng Viện nói khẽ, phù bình an, có lẽ có thể bảo hộ cho anh. Trương Dương trong lòng ấm áp, cất phù bình an đi. Kiều Mộng Viện lại nói, di động của anh Thủy Trung không gọi được. Trương Dương nói, bị mất rồi, tôi còn chưa kịp mua cái khác, sáng ngày mai tôi sẽ đi mua kiều mộng viện gật đầu cô ta nói khẽ khi nào thì bắt đầu công tác ngày kia sẽ về nam tích ở đông giang còn một số việc phải xử lý đôi mắt đẹp của kiều mộng viện nhìn về phía ngọn lửa đang cháy rực nói khẽ nếu thời gian trùng nhau thì tôi và anh cùng đi trương dương hơi ngây ra hắn kinh ngạc nhìn kiều mộng viện cô ta chưa bao giờ chủ động đối với mình như vậy kiều mộng viện từ trong ánh mắt của trương dương ý thức được hắn chắc là hiểu lầm ý mình rồi mặt hơi hơi đỏ lên nói anh trai của tôi bảo tôi đi xem khu đất sân thể dục cũ trương dương giờ mới hiểu sau khi vương quân giao chết khu đất sân thể dục cũ mà cô ta mua được tất nhiên sẽ gác ở đó kiều bằng cử lúc trước rất có hứng thú với khu đất này hiện tại vừa hay có một cơ hội tốt như vậy gã đương nhiên sẽ không bỏ qua tuy rằng hà trường an nguyện ý ủng hộ kiều bằng cử nhưng kiều bằng cử vẫn có quyết định của chính mình gã nhìn thấy em gái kiều mộng viện ở quảng trường thương nghiệp chùa nam lâm giang thành làm thành công như vậy động lòng muốn phục chế khuôn mẫu của em gái. Kiều Mộng Viện cũng trở thành người hợp tác với đại ca. Tay nghề nướng dê của Kiều Trấn Lương quả thực có thể được gọi là chuyên nghiệp, ai nấy ăn vào đều khen không dứt miệng, ngồi canh lò than ăn dê, thật sự là có phong vị đặc sắc, Kiều bằng cử làm mấy chén chạy inox, ở bên trong đổ rượu mao đài, đưa một chén cho Trương Dương, tất cả nam sĩ ở đây mỗi người một chén, có điều rượu rót thì có nhiều có ít, chén của Kiều Trấn Lương là ít nhất, chỉ trên đáy cốc một chút, bởi vì y bị bệnh tiểu đường uống rượu trước giờ chỉ mang tính tượng trưng kiều mộng viện cũng đòi nửa chén cô ta chạm cốc với trương dương chúc anh nghĩ một chút rồi mới nói tiếp bình an trương dương bật cười hai chữ bình an này bao hàm rất nhiều ý nghĩa thật ra bình an là tốt rồi cớ gì mà phải yêu cầu quá nhiều hắn nói khẽ mong cho tất cả mọi người chúng ta đều được bình an người sống trên đời này cũng không phải dễ dàng gì Kiều Mộng Viện đối với những lời này của hắn không hề có bất kỳ dị nghị gì, nhấp một ngụm rượu, lại nghe thấy thì Duy ở bên đó đang giáo huấn quách trí giang, anh có phải là nam nhân hay không? Người khác đều uống, anh sợ cái gì mà không uống? Quách trí giang ở trước mặt nhiều người như vậy bị thì Duy mắng, mặt vì quấn quá nên đỏ bừng, gã lắp bắp nói, tôi hôm nay lái xe, không thể uống rượu được. Mày liếu của thì Duy nhớn cao lên, hèn. Thì Quý Sương đương nhiên là hiểu con gái mình, ông ta trách mắng, thì Duy, con đừng có bước tiểu quách, lái xe đương nhiên là không thể uống rượu rồi. Lần này Y và vợ đến Đông Giang, một là thăm Kiều Trấn Lương, hai là gặp bạn trai của con gái. Quách Trí Giang tính tình khá là khiêm tốn thành thật, nhưng thì Duy thì cả ngày la hét gã, ngay cả cha mẹ cô ta cũng thấy khó chịu. Kiều Trấn Hồng nói, thì Duy, con đừng có bắt nạt tiểu quách. Thì Duy nói, ai bắt nạt anh ta? Trương Dương cũng lái xe mà, anh ta sao lại dám uống? Trương Dương nghe thấy câu này, khó trách khỏi có chút xấu hổ, con bé này cũng thật là, chuyện của cô ta và Quách Chí Giang sao lại kéo mình vào làm gì? Trương Dương ho khan một tiếng, tôi ra mặt dày, Quách Chí Giang ra mặt mỏng. Mọi người đều bật cười. Kiều Trấn Lương nói, uống rượu không lái lái xe, lái xe thì không uống rượu, lát nữa để hết xe ở đây, tôi bảo lái xe đưa mọi người về. Giờ thì đừng có ai lấy cớ nữa, tới nhà tôi rồi thì phải vui vẻ cao hứng, công việc đã đủ căng thẳng rồi trong cuộc sống thường ngày cần được thả lỏng, người trẻ tuổi các cậu càng phải hiểu cách phân rõ công tác và sinh hoạt hơn. Y đã lên tiếng, Quách Trí Giang tất nhiên không dám không uống, chọn một cái chén ít một chút, chủ động chạm cốc với Trương Dương, Trương Dương cười cười trêu gã, Quách Trí Giang, anh là giải phóng quân nhân dân mà, chắc là không sợ khổ không sợ chết, sao lại sợ cô ta như vậy? Quách Trí Giang mặt càng đỏ hơn, nam đồng chí chúng ta thì phải nhường nữ đồng chí chứ. Kiều Mộng Viện cười nói, Trương Dương, anh nhìn thấy chưa, cảnh giới của Quách Trí Giang so với anh thì cao hơn nhiều. Trương Dương nói, tôi không phải là trước giờ luôn nhường cô sao. Câu này khiến Kiều Mộng Viện mặt đỏ tim đập, cô ta nhíu đôi mi thanh tú lại, sẵn giọng nói, làm gì có. Trương Dương trở lại Nam Quốc Sơn Trang, lúc nửa đêm mang theo một cỗ hàn khí từ cửa sổ lẻn vào trong phòng Tần Thanh, thằng ôn này chui vào chân của Tần Thanh, Tần Thanh ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, bật đèn ở đầu giường lên, nhìn thấy khuôn mặt của Trương Dương, nói khẽ, sao về muộn thế. Tay Trương Dương ôm lấy eo cô ta, để thân hình mềm mại của cô ta dán sát vào người mình, nói khẽ, bên ngoài lạnh quá, làm ấm cho anh đi. Tần Thanh ôm chặt hắn, ôn nhu nói, còn chưa trả lời em mà. Trương Dương thấp giọng kể lại chuyện sau khi hai người chia tay, vừa nói chuyện vừa cởi sạch quần áo của Tần Thanh, Tần Thanh đùn đẩy kiểu trượng trưng, sau cùng hoàn toàn thả long thân thể, cảm thụ được bộ phận nóng rực cứng rắn đó của hắn đi vào trong người mình, đôi chân thon giản cặp chặt lấy Trương Dương. Trương đại quan nhân nói khẽ chặt quá, thật sự định kẹp đứt lưng anh à. Tần thanh nhỏ giọng cười nói, anh không phải thường nói ở dưới tán cây lựu làm quỷ cũng phong lưu sao. Trương Dương nói, gần đây anh đang học tập luận chỉ cử chiến của Mao Lão Gia Tử, anh quyết định muốn sinh mệnh dài mãi, chiến đấu không ngừng. A, à, sự trùng kích kịch liệt khiến tần thanh không nhịn được rên thành tiếng, Đôi tay trắng nõn ôm chặt lấy cổ Trương Dương, môi thơm khẽ mở, chủ động hiến dâng. Đêm đã khuya, hai thân thể nóng rực vẫn triền miên với nhau, bọn họ ôm chặt lấy nhau, mãi vẫn chưa ngủ. Nằm trong lòng Trương Dương, Tần Thanh giúp hắn phân tích hiện trạng chính trị Nam Tích, Tần Thanh cho rằng hắn không thích hợp lập tức trở về Nam Tích khai triển công tác. Nam Tích tuy rằng đã xác định Lý Trường Vũ trở thành người lãnh đạo, nhưng cuộc điều tra nhắm vào tập đoàn tham ô của Từ Quang Nhiên vẫn chưa kết thúc người của tổ công tác của Trung Kỳ ủy và Ủy ban kỷ luật tỉnh vẫn đang tiến hành ở Nam Tích. Điều này thì có nghĩa là cục diện chính trị Nam Tích chưa hề được ổn định, Tần Thanh thấy Trương Dương cho dù trở lại Nam Tích cũng nên tạm thời án binh bất động, đợi cho sau khi cục diện chính trị ổn định mới triển khai công tác. Với tính tình của Trương Dương, hắn chắc sẽ không cam tâm làm một khán giả, Tần Thanh nhắc nhở hắn trong thời kỳ mẫn cảm trước mắt, tận lực đừng dính vào vũng nước đục. Trương Dương cho rằng lời nói của Tần Thanh có đạo lý, trên phương diện tu vi chính trị, Tần Thanh hơn hắn rất nhiều, Trương Dương khẽ vuốt ngực Tần Thanh, nói từ quang nhiên lần này xuống ngựa liệu có tạo thành ảnh hưởng tới Thường Lăng không không. Tần Thanh nói, thời gian em và Thường Lăng không cộng sự tuy rằng không lâu, nhưng cũng có thể nói là hiểu khá rõ về người này, gã thuộc loại chính khách điển hình, có năng lực, có dã tâm, đầu óc tỉnh táo, biết cách giữ mình, em thấy tầm mắt của gã rộng hơn từ quang nhiên nhiều. Chuyện vì lợi ích mà hy sinh tiền đồ cá nhân hắn sẽ không làm đâu. Trương Dương nói, Thường Lăng Phong cũng cho rằng như vậy, gã nói đại ca của mình chí hướng xa rộng, sẽ không bị té ngã vì kinh tế. Tần Thanh có chút tò mò, nói, sao đột nhiên quan tâm đến chuyện của gã như vậy? Trương Dương cười nói, anh vốn cho rằng Thường Lăng không có thể có liên quan tới vụ án của Từ Quang Nhiên, nếu như vậy, gã sẽ khó mà ngồi lâu được trên vị trí này, em chẳng phải sẽ có cơ hội tiến thêm một bước ư, anh cũng đương nhiên có thể được làm chồng thị trường rồi. Tần Thanh đỏ mặt, Đột nhiên há miệng cắn vào ngực hắn một cái, sau đó lại dựa sát vào lồng ngực rộng của hắn, nói khẽ Trương Dương, từ sau biến cố lần này, em bỗng nhiên mất đi hứng thú đối với chính trị, nếu có thể, em tình nguyện làm một tiểu nữ nhân ở bên cạnh anh, không muốn khổ cực làm việc trên chính đàn nữa. Trương Dương ôm cô ta, nói, năng lực lãnh đạo của em mọi người đều công nhận, khu khai phá của Lam Sơn có thể có phồn vinh như ngày hôm nay tất cả đều là nhờ sự cố gắng của em, anh cũng không muốn bởi vì anh mà khiến đảng và nhân dân mất một cán bộ tốt. Tần Thanh cười nói, anh sợ em cả ngày quấn lấy anh thì có. Trương Dương bảo, đâu nào, anh luôn cảm thấy với tính cách của em sẽ không cam thâm bám giết bên cạnh anh đâu. Tần Thanh gật đầu nói, em vẫn luôn cho rằng, nam nữ trên thế giới này phải thực sự bình đẳng, trong đó bao gồm cả ở trên chính trị nhưng khi thực sự ở trong thể chế mới phát hiện sư hiểm ác trên chính trị không thích hợp với nữ nhân vị trí hiện tại của em đã đủ cao rồi cho dù có cơ hội tiến thêm một bước em cũng không dám thử cây cao bóng cả với trạng thái tâm lý và năng lực cá nhân của em em không tin tưởng đối với bản thân mình lắm anh thì có lòng tin đối với em tần thanh cười nói có từng nghĩ nếu như em không ngừng được đề thăng mà anh thi thủy trung thấp hơn em một người đàn ông theo chủ nghĩa nam tử như anh trong lòng sẽ sản sinh ra sự bất bình hành không? Trương đại quan nhân lắc đầu nói, có gì mà bất bình hành, em cho dù làm tổng thống cũng không thoát được vận mệnh bị anh ức hiếp. Tần thanh nũng nịu nói, em không muốn thoát, anh bảo em làm gì, em sẽ làm theo. Ở trước mặt anh em chỉ là một nữ nhân, nữ nhân của anh. Bóng đêm nháy mắt bởi vì những lời này của Tần Thanh mà nóng rực lên. Sáng sớm hôm sau Tần Thanh tới Lam Sơn trước, Trương Dương còn phải ở đây thêm một ngày, khi hắn tới nhà ăn ăn sáng, Tổng Giám Đốc Nhậm Văn Bân của Nam Quốc Sơn Trang đặc biệt tới đây gặp hắn. Bởi vì chuyện của Nam Dương Quốc tế ở Nam Tích, Trương Dương Thủy Trung cảm thấy có lỗi với phía Nhậm Văn Bân, Lý Quang Nam, lần này thấy Nhậm Văn Bân, không khỏi không khỏi nhắc lại chuyện xưa, thở dài nói, Nhâm Tổng, thời gian này tôi Thủy Trung quá bận, không có cơ hội xin lỗi về chuyện của Nam Dương Quốc tế ở Nam Tích. Nhậm Văn Bân cười nói, chủ nhiệm Trương nói gì vậy, chuyện này có liên quan gì đến anh đâu, Nam Dương quốc tế chúng tôi sở dĩ có thể thuận lợi khai trương ở Nam Tích tất cả đều là nhờ có chủ nhiệm trương hỗ trợ. Chuyện của Nam Dương quốc tế đối với tập đoàn của chúng tôi không hề cấu thành bất kỳ tổn thất gì. Tôi lần này tìm đến anh, chính là muốn trả lại chỗ tiền đó. Tôi và Hồ Tiểu Thư đã nói chuyện rồi, cô ta kiên trì không nhận, cho nên tôi chỉ có thể tới tìm anh. Trương Dương nói, công ty quảng cáo của Hồ Tiểu Thư và Hà Tiểu Thư nguyện ý chịu trách nhiệm thay cho nụ cười. Chuyện này chúng ta đừng tranh luận nữa, nhâm tổng, nếu anh còn coi tôi là bạn, vậy thì tiếp nhận phương pháp giải quyết này đi." Nhậm Văn Bân chỉ có thể gật đầu, thật ra biển quảng cáo từ trên lầu rơi xuống, phía khách sạn bọn họ cũng không phải là không có trách nhiệm, tuy rằng phía công trình là công ty quảng cáo nụ cười, nhưng khách sạn của bọn họ cũng chịu trách nhiệm kiểm tra và nghiệm thu, nếu bọn họ lúc trước nghiệm thu và kiểm tra kỹ lưỡng một chút thì sự cố lần này cũng sẽ không xảy ra. Nhậm Văn Bân trong lòng hiểu rõ rằng cho dù bọn họ có bất kỳ trách nhiệm gì thì bọn họ cũng không nên để trương dương phải gánh trách nhiệm bọn họ kinh doanh ở nam tích tất nhiên là phải chú ý biến động của chính đàn nam tích nội tình cụ thể thì bọn họ không rõ nhưng bọn họ biết bí thư thị ủy nam tích hiện tại là lý trường vũ quan hệ của trương dương và lý trường vũ vô cùng thân thiết bên ngoài có rất nhiều lời đồn trương dương chính là con nuôi của lý trường vũ chuyện này cũng khiến trương dương cảm thấy bất đắc dĩ em gái triệu tính của hắn vốn chính là con gái nuôi của lý trường vũ truyền đi truyền lại mình thành ra cũng thành con nuôi của lý trường vũ lý trường vũ thượng vị thượng vị khiến nhậm văn bân và lý quang nam càng cảm thấy cần phải giữ quan hệ tốt với trương dương cho nên chỗ tiền mà công ty quảng cáo của hồ nhân như chủ động trả trở thành củ khoai lang nóng phỏng tay nhậm văn bân và lý quang nam sau khi thương lượng cảm thấy chỗ tiền này không thể nhận được phải nghĩ biện pháp trả cho hồ nhân như mới tốt nhưng hiện tại trương dương cố ý không nhận nhậm văn bân cũng không có cách nào khác hắn liền bảo chủ nhiệm trương tôi và chủ tịch sau khi thương lượng đã quyết định, vận hội tỉnh năm nay, Nam Dương quốc tế chúng tôi sẽ cung cấp tài trợ toàn diện, hòng ủng hộ duy trì công tác của chủ nhiệm Trương. Trương Dương mỉm cười nói mỉm cười nói, cảm ơn nhâm tổng, xin chuyển đạt lòng biết ơn của tôi đối với chủ tịch, tổ chức vận hội tỉnh khẳng định không thể không làm phiền các vị rồi. Thân là thương nhân đầu tư vào Nam Tích, chúng tôi vốn chính là một phần tử của Nam Tích, ra chút sức vì Nam Tích cũng là điều nên làm. Lời nói của Nhậm Văn Bân tuy rằng rất thành khẩn, nhưng Trương Dương không bị lời hay của những thương nhân này mê hoặc, thương nhân lấy lợi làm đầu, nếu không phải nhìn thấy lợi ích trường kỳ, bọn họ tuyệt không vô duyên vô cớ chi tiền, khi quan hệ với thương nhân, nhất định phải giữ đầu óc tỉnh táo. Cuộc họp thường ủy sau Tết của tỉnh Bình Hải có không khí rất ngưng trọng, cơn bão không khí của Nam Thích lần này chẳng những khiến cục diện chính trị của Nam Tích phát sinh thay đổi trên căn bản, cũng làm khuấy động thượng tầng Bình Hải, khiến bên trong thường ủy Bình Hải phát sinh biến động, Vương Bá Hành vì bị bệnh mà tạm rời cương vị công tác, vị trí thính trưởng thính công an do nguyên phó thính trưởng Cao Trọng Hòa làm thay, y đương nhiên cũng trở thành một trong thường ủy tỉnh. Trên cuộc họp thường ủy hôm nay, Cao Trọng Hòa được bị điểm danh dự thính bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn lương vào khi hội nghị vừa mới bắt đầu đã tiến hành đề danh Cao Trọng Hòa, y vẻ mặt trịnh trọng nói: năm nay ban thường ủy chúng ta đội diện với sự thay giả đổi trẻ trừ đồng chí bá hành bị bệnh về hưu sớm ra, trong chúng ta còn có mấy vị lão đồng chí cũng sắp về hưu, trên đại hội đảng năm nay sẽ hoàn thành lần thay già đổi trẻ này. Tất cả mọi người không nói gì, thật ra trong lòng mọi người đều biết rõ, năm nay sau đại hội đảng, chính đàn Bình Hải sẽ một lần nữa tẩy bài, cho dù không có chuyện của vương quân giao làm liên lụy, vương bá hành năm nay cũng tất nhiên phải về hưu, cùng đối diện với cảnh phải về hưu còn có bộ trưởng bộ tuyên truyền Trần Bình Triều, bí thư ủy ban kỷ luật Tàng Lai Châu, chủ tịch chính nghiệp tỉnh Tùy Quang Lai, những chức vị bỏ trống này tất nhiên sẽ thành mục tiêu theo đuổi của quan viên trong tỉnh Bình Hải. Dựa theo nhận định của các thường ủy, những chức vị này sẽ không có quá nhiều huyền nhiệm. Phía Bộ trưởng tuyên truyền người có tiếng nói nhất hiện tại là Phó Bộ trưởng Bộ tuyên truyền Tiếu Nguyên Bình, y là cán bộ được chỉ định từ trước khi cố doãn chi về hưu, từ sau khi y đảm nhiệm chức giám đốc đài truyền hình tỉnh, công tác tuyên truyền Bình Hải được làm rất tốt, bí thư tỉnh ủy đương nhiệm Kiều Trấn Lương cũng nhiều lần khẳng định công tác của y, y nhận ca thay cũng là điều được mọi người đồng ý. Phía bí thư ủy ban kỷ luật nhân tuyển số 1 là Lưu Diễm Hồng, bí thư ủy ban kỷ luật Tằng Lai Châu cũng đã âm thầm tiến cứ nhân tuyển kế nhiệm với Kiều Trấn Lương, từ sau khi vụ án tham ô của từ quang nhiên của Nam tích lộ ra, trong lòng Tằng Lai Châu càng bắt đầu sinh nảy sinh thoại ý, làm công tác ủy ban kỷ luật cả đời, thể xác và tinh thần của y đều đã mệt mỏi, Bình Hải mấy năm nay liên tiếp xuất hiện sự kiện cán bộ làm trái kỳ cương hơn nữa ảnh hưởng còn sâu rộng khiến người ta khiếp sợ, Tăng Lai Châu Thân là bí thư ủy ban kỷ luật cũng cảm thấy mặt mũi ảm đạm. Y chỉ mong sao mau mau được giao quyền lực ra, mình đã già rồi, chính đàn hiện tại là thuộc về người trẻ tuổi. chương 655, không bàn tình cảm. Mọi người sở dĩ xem trọng Lưu Diễm Hồng, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn là cô ta và tỉnh trưởng Tống Hoài Minh là bạn học cũ. Sự ủng hộ của Tống Hoài Minh đối với cô ta khẳng định là tận hết sức lực, hơn nữa mỗi lần biến động của thường ủy trên thực tế đều liên quan tới phân chia quyền lực tương lai của Bình Hải. Người của mình trong thường ủy càng nhiều, đương nhiên có quyền lên tiếng hơn, kiều chấn lương ngoài mặt thì hòa khí, nhưng bên trong lại là người rất bá đạo, tống hoài minh đề sướng theo pháp trị quốc. Trước đây khi ở Bắc Nguyên nổi danh với sự cường ngạnh và thủ đoạn mạnh mẽ, hai người này đều sẽ không dễ dàng nhân nhược, điều này quyết định đại hội đảng lần này tất nhiên sẽ tồn tại một phen đấu đá xoay quanh hai người này. Tàng Lai Châu đại biểu đám lão thường ủy sắp về hưu lên tiếng, y cười nói từ lúc cải cách mở cửa tới nay, Bình Hải đã có được sự phát triển nhanh chóng chưa từng thấy, chúng tôi tuy cố gắng đuổi theo bước chân của thời đại này, nhưng năm tháng không tha ai, tuổi tác bày ra đó, rất nhiều công tác đã lực bất tòng tâm, đảng trung ương ba lệnh năm người, đội ngũ cán bộ của chúng ta phải trẻ tuổi hóa, phải để đảng của chúng ta thủy chung bao trì sự mới mẻ và sức sống. Kiều Trấn Lương cười nói, lão Tàng Hà, anh đừng vội phát biểu cảm khái, đừng vội vàng vứt bỏ trách nhiệm, những lão đồng chí các anh vẫn phải phát huy nhiệt lượng còn thừa đó. Tăng Lai Châu nói, không phải vội vứt bỏ trách nhiệm đâu, chỉ là từ tuyến một lui về tuyến hai thôi, mượn cơ hội này, tôi trước tiên kiểm điểm lại mình một chút, tôi đảm nhiệm chức bí thư ủy ban kỷ luật mấy năm nay, nắm bắt công tác không tốt, gần đây sự kiện phát sinh ở Nam Thích đã chứng tỏ, công tác kiểm tra kỷ luật của tỉnh chúng ta còn cần phải được đẩy mạnh, không có một kỷ luật nghiêm khắc để ước thúc cán bộ của chúng ta, sẽ nảy sinh ra hiện tượng làm trái kỳ cương rất nặng. Tôi cũng xin được biểu lộ sự xin lỗi đối với những thiếu sót trong công tác của bản thân. Tăng Lai Châu nói xong câu đó, nghỉ một chút rồi lại nói, hiện tại công tác của Ủy ban kỷ luật trên cơ bản đã giao cho đồng chí Lưu Diễm Hồng. Từ trên người những cán bộ trẻ tuổi này, tôi nhìn thấy được sự mạnh mẽ mà đám cán bộ già chúng tôi còn thiếu. Tôi tin rằng cán bộ trẻ tuổi của đời này sẽ hoàn thành tốt chức trách của mình. Những lời này của Tăng Lai Châu chẳng khác nào công khai đề cử Lưu Diễm Hồng làm người nối nghiệp của mình, tuy rằng không phải chính thức đề cử, nhưng đối với việc chọn người người nối nghiệp, trước tiên phải đưa ra để các thường ủy thảo luận. Trên cuộc họp thường ủy nếu như có thể được quyết định, sau khi đề cử trên cơ bản chính là nắm chắc 10 phần. Trên vấn đề của Lưu Diễm Hồng, Tống Hoài Minh cũng không tiện nói nhiều, Y và Lưu Diễm Hồng có quan hệ bạn học, từ sau khi Y tới Bình Hải, giữa bọn họ trước giờ đều đi lại rất gần, cũng chính vì vậy, bên ngoài sinh ra một số lời đồn không tốt về quan hệ của bọn họ tống hoài minh tuy rằng không thẹn với lương tâm nhưng lời người đáng sợ thậm chí ngay cả vợ y liễu ngọc oánh đối với quan hệ của y và lưu diễm hồng cũng phê bình kín đáo y phải cân nhắc ảnh hưởng có thể tạo thành cho nên trong đoạn thời gian gần đây y hữu ý mà như vô ý kéo giãn khoảng cách với lưu diễm hồng loại kéo giãn khoảng cách này không phải là biểu hiện trên công tác tống hoài minh là người phân rất rõ công tác và sinh hoạt trên công tác y nên đối đãi như thế nào thì sẽ đối đãi như thế. Chỉ là ngoài công tác ra, y cố gắng tránh tiếp xúc nhiều với Lưu Diễm Hồng, cô ta rất nhanh đã nhận ra điểm này, trừ công tác ra, rất ít khi tìm Tống Hoài Minh. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới sự ủng hộ của cô ta đối với Tống Hoài Minh, trong lòng cô ta, Tống Hoài Minh là một hình tượng cực kỳ hoàn mỹ, cô ta có thể làm bất kỳ chuyện gì vì Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh cũng rất thích Lưu Diễm Hồng, ở trong lòng y Lưu Diễm Hồng là nhân tuyển đương nhiên trở thành bí thư ủy ban kỷ luật Bình Hải. Tàng Lai Châu đối với Lưu Diễm Hồng trước giờ luôn không tồi, y biết Tống Hoài Minh ủng hộ tuyệt đối Lưu Diễm Hồng trở thành người nối nghiệp của y, mấy lần y tìm cơ hội úp mở đề xuất chuyện này ở trước mặt Kiều Trấn Lương, Kiều Trấn Lương không hề tỏ ra bất kỳ sự phản đối nào, cho nên hôm nay Tàng Lai Châu ở trước mặt toàn thể thường ủy nhắc tới chuyện này. Tàng Lai Châu nói xong, ánh mắt của tất cả thường ủy đều hướng về Kiều Trấn Lương, Kiều Trấn Lương nếu vào lúc này tỏ vẻ tán thành, thì có nghĩa là bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Bình Hải cuối cùng đã được quyết định, chỉ cần tỉnh lý thông qua, đề cử lên trên, bình thường sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Kiều Trấn Lương tựa hồ không hề lưu ý đến ánh mắt của mọi người, y cầm chén trà lên, chậm rãi uống một ngụm, hắn giọng nói, sự kiểm điểm của đồng chí Lai Châu rất thành khẩn, cũng rất thực tế, ban lãnh đạo Nam Thích xảy ra vấn đề lớn như vậy, chứng tỏ công tác kiểm tra kỷ luật của chúng ta chưa được hoàn thiện, về sau phía bộ tổ chức và ủy ban kỷ luật trên phương diện xét duyệt và đề cử cán bộ phải thêm nghiêm khắc hơn. Hai ngày trước khi tôi tới Kinh Thành, đã gặp mặt lãnh đạo của Trung kỷ ủy, bọn họ đối với công tác kiểm tra kỷ luật của Bình Hải chúng ta cũng không hài lòng. Lắm, cho tôi không ít đề nghị, tôi cũng được gợi ý rất nhiều, muốn mau chóng xoay chuyển hiện trạng của công tác kiểm tra kỷ luật Bình Hải chúng ta, yêu cầu người tương lai tiếp nhận công tác của Bí Thư Tăng phải có đủ quyết đoán, phải có can đảm, phải không sợ đắc tội với người ta đồng chí Lưu Diễm Hồng công tác vô cùng cố gắng, thành tích công tác cũng khá xuất sắc, tôi cũng rất thích cô ta, nhưng phía Trung Kỳ ủy bởi vì vụ án của Từ Quang Nhiên, đối với toàn bộ hệ thống kiểm tra kỷ luật của Bình Hải chúng ta rất không hài lòng, đề xuất để đồng chí Lưu Chiêu, chủ nhiệm văn phòng chống tham nhũng đảng tới Bình Hải chủ trì công tác của ủy ban kỷ luật. Tin tức này đối với tất cả thường ủy mà nói đều vô cùng đột nhiên, Kiều Trấn Lương trước đây căn bản không lộ ra một chút phong thanh nào, căn cứ vào những gì mà y nói hiện tại, khi y tới kinh thành đã biết chuyện này rồi, nhưng y vẫn không chịu nói ra. Kiều Trấn Lương xem ra đã sớm có chuẩn bị, y muốn một lần nữa kiểm soát chính đàn Bình Hải. Trong tất cả mọi người, người kinh hãi nhất chắc là Tống Hoài Minh, y vốn cho rằng Lưu Diễm Hồng trở thành bí thư ủy ban kỷ luật là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng lại đột nhiên xảy ra biến cố, vị trí bí thư ủy ban kỷ luật này đột nhiên biến thành của Lưu Chiêu, chủ nhiệm văn phòng chống tham nhũng đảng của Trung Kỳ ủy, vốn cán bộ từ trên trời rơi xuống ở trong thể chế cũng là chuyện thường gặp. Nhưng Tống Hoài Minh không nghĩ như vậy, bối cảnh của Lưu Chiêu này y biết rất rõ, hơn nữa y và Lưu Chiêu, Lưu Diễm Hồng đều là học viên của trường đảng Trung ương. Lưu Chiêu và y đều được Kiều Lão thưởng thức, cũng cùng được Kiều Lão dẫn dắt, bởi vì duyên cớ của văn quốc quyền, giữa Tống Hoài Minh và Kiều Lão càng lúc càng xa cách, nhưng Lưu Chiêu vẫn cố định đứng ở trong trận doanh của Kiều Lão. Tống Hoài Minh đối với những nội tình này hiểu khá rõ, y cho rằng Lưu Chiêu sở dĩ từ Trung Kỳ ủy tới Bình Hải đảm nhiệm bí thư ủy ban kỷ luật, Kiều Trấn Lương chắc chắn là mang tới tác dụng rất lớn. Ở trong mắt Tống Hoài Minh, Kiều Trấn Lương lợi dụng cơ hội đại hội đảng lần này, tích cực bồi dưỡng lực lượng của bản thân, thanh trừng dị kỷ, thường ủy mới lên trong tương lai hơn phân nửa là do một tay y đề bạt, cái này quyết định trong chính đàn Bình Hải tương lai. Sẽ do Kiều Trấn Lương y định đoạt, quyền lực của một tỉnh trưởng như mình sẽ bị y tiến thêm một bước làm suy yếu. Ở trong đáy lòng Tống Hoài Minh cảm thấy phẫn nộ, y cũng cảm thấy một loại nguy cơ, quyền lực tuyệt đối có nghĩa là hủ hóa tuyệt đối, y thủy trung tin chắc vào điểm này, y cho rằng sự phát triển của cục diện chính trị trước mắt không phải là một chuyện tốt, nếu Bình Hải thật sự trở thành của riêng của Kiều Trấn Lương, như vậy tương lai của Bình Hải chắc chắn sẽ gặp phải nguy cơ trọng đại. Nhưng Tống Hoài Minh lại không thể đề xuất dị nghị, chiêu thức này của Kiều Trấn Lương rất đẹp, y nắm trúng thời cơ, vừa rồi cường điệu công tác kiểm tra kỷ luật của tỉnh Bình Hải bất lực, chính là làm đệm cho Lưu Chiêu. Tăng Lai Châu cũng giật mình, y ở trước mặt tất cả thường ủy rất thành khẩn phê bình bản thân, chủ động kiểm điểm công tác kiểm tra kỷ luật bất lực, nếu không phải tình thế bức bách, y cũng sẽ không làm như vậy. Trong các thường ủy đương nhiệm, tư lịch của Tăng Lai Châu là già nhất, bất kể là cố doãn chi trước đây hay là Kiều Trấn Lương hiện tại đều phải nể mặt y, nhưng biểu hiện của Kiều Trấn Lương hôm nay khiến y cực kỳ buồn bực, mình xin lỗi thì xin lỗi. Nhưng Kiều Trấn Lương Anh cũng không nên thuận nước đẩy thuyền, Ném đá xuống giếng chứ, nhưng Tàng Lai Châu rất nhanh liền hiểu rõ đạo lý trong đó. Sự tôn kính của Kiều Trấn Lương đối với mình chỉ là ngoài mặt, tất cả hành vi tình cảm trong quan trường đều là để phục vụ chính trị. Hiện tại mình đã mất đi giá trị chính trị, Kiều Trấn Lương căn bản không cần thiết phải nể mặt mình nữa. Người mà y nhằm vào cũng không chỉ là mình, y là muốn để cục diện chính trị của Bình Hải trong tương lai phát triển thuận theo ý nguyện của y. Tàng Lai Châu có chút hối hận, y không nên chủ động để danh Lưu Diễm Hồng, mình dù sao cũng sắp về hưu rồi, việc gì phải xen vào việc của người khác? Chính là sự đề danh của y đối với Lưu Diễm Hồng đã khiến Kiều Trấn Lương khó chịu, cho nên mới dẫn tới sự khó xử trước mắt, trên chính trị trước giờ không nói nhân tình, đặc biệt là khi liên quan tới lợi ích của bản thân. Chuyện của Lưu Diễm Hồng khiến Tống Hoài Minh vô cùng buồn bực, cuộc họp thường ủy vừa kết thúc y đã đứng dậy bỏ đi, hôm nay trên cuộc họp thường ủy, y thậm chí còn không lên tiếng, dùng hành động này để biểu thị sự kháng nghị đối với Kiều Trấn Lương. Kiều Trấn Lương cũng có thể nhìn ra Tống Hoài Minh đang phẫn nộ, y vẫn cười rất phong khinh vân đạm. Sau khi hội nghị kết thúc, chỉ giống như không hề có chuyện vừa rồi làm xấu mặt Tằng Lai Châu trên hội nghị, mỉm cười nói, lão Tằng hà, chủ nhật này có rảnh không? Cùng nhau đi câu cá nhé. Tằng Lai Châu cười cười gật đầu. Đám lão tướng trên chính đàn này am hiểu nhất chính là che giấu cảm thụ chân thật trong lòng. Tống Hoài Minh cũng có thể làm được, cho dù hắn y có không cao hứng hơn nữa thì cũng không hề biểu hiện ra ngoài nhưng vào những lúc như thế này y không thể không biểu hiện ra một số tình tự nếu không người khác sẽ cho rằng y triệt để khuất phục dưới uy thế của kiều trấn lương y là tỉnh trường tỉnh bình hải trên vấn đề bổ nhiệm thường ủy bình hải không có được bất kỳ ưu thế nào thậm chí có thể nói là liên tiếp bại lui lúc trước y đề danh vinh bằng phi đảm nhiệm phó thính trưởng thính công an vào thời điểm cuối cùng kiều trấn lương lại từ tỉnh vân an điều ái tướng cao trọng hòa của y tới Tống Hoài Minh vốn cho rằng Lưu Diễm Hồng làm bí thư ủy ban kỷ luật là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng giờ lại có biến cố, đây không phải bởi vì hắn y che chở cho Lưu Diễm Hồng, mà là từ góc độ công bình mà nói, năng lực công tác của Lưu Diễm Hồng được mọi người công nhận, hơn nữa cô ta làm công tác của ủy ban kỷ luật Bình Hải nhiều năm, Tống Hoài Minh không cho rằng một chủ nhiệm văn phòng chống tham nhũng đảng lại nắm được tình hình cụ thể của Bình Hải. Tống Hoài Minh mặt mũi tối sầm quay về trong văn phòng, nhìn thấy Trương Dương mới nhớ ra mình đã bảo Trương Dương tới đây. Chuyện đã xảy ra trên cuộc họp thường ủy hôm nay đã làm nhiễu loạn tâm tình của Y rất nhiều, Y cơ hồ quên mất chuyện này. Thư ký Trung Bồi Nguyên của Y đang nói chuyện với Trương Dương, nhìn thấy Tống Hoài Minh tiến vào, vội vàng đi pha trà cho Y, Tống Hoài Minh gật đầu tiểu Trung, đi làm việc của cậu đi. Trung Bồi Nguyên thức thời rời khỏi văn phòng, sau khi ra ngoài liền đóng cửa phòng lại. Trương Dương cầm chén trà, rất lịch sự gọi gọi một tiếng tỉnh trưởng Tống, trên đơn vị công tác hắn trước giờ đều xưng hô là như thế này với tống hoài minh từ khi tống hoài minh vừa vào cửa hắn đã nhìn ra vẻ mặt của tống hoài minh rất ngưng trọng xem ra tâm tình không tốt lắm tống hoài minh tới lâu chưa trương dương cười nói vừa tới nghe thư ký trung nói một chút về tình thế bình hải trên mặt tống hoài minh cuối cùng cũng lộ ra vẻ tươi cười cậu ta thì hiểu được tình thế gì chứ trương dương nói tỉnh trưởng tống hôm nay tìm tôi đến có chuyện gì Tống Hoài Minh nói, tôi nghe nói cậu đang điều tra chuyện của Vương Quân Giao, vì thế bảo tạ trí quốc giúp xem xét một số tư liệu vào năm 66, có lẽ đối với cậu sẽ có chút giúp đỡ. Y kéo ngăn bàn, lấy ra một chồng văn kiện dày cộp, đưa cho Trương Dương. Trương Dương lúc này mới nhớ tới, tạ trí quốc là cục trưởng cục công an thành phố Kinh Sơn tỉnh Bắc Nguyên, cũng là lão bằng hiếu của Tống Hoài Minh, năm đó khi nhóm người Vương Quân Giao, hứa thường bước xuống nông thôn, chính là thôn Tiểu Thạch Hoa xã Lô Gia huyện Tây Sơn, thành phố Kinh Sơn. Trương Dương cầm lấy chồng văn kiện này, nhẹ nhà vỗ vỗ rồi nói cảm ơn tỉnh trưởng Tống. Tống Hoài Minh nói, thật ra chuyện này hiện tại có tra tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trương Dương, tôi cũng biết một chút về chuyện của cậu ở Mỹ, bất kể đã xảy ra chuyện gì thì nó cũng qua rồi. Tôi hy vọng cậu có thể mau chóng quên đi những gì đã xảy ra ở nước Mỹ, một lần nữa tập trung vào công tác. Trương Dương gật đầu, tôi hiểu rồi. Tống Hoài Minh lại nói, ở nước Mỹ có gặp yên nhiên không? Trương Dương nói, tôi gặp phải phiền phức lớn như vậy, may mà có cô ấy và bà ngoại giúp tôi rất nhiều. Tống Hoài Minh hấp hé miệng, nói, nó có khỏe không? Vẫn khỏe, so với trước kia thì thành thục hơn, trưởng thành rồi. Tống Hoài Minh ngửa ra sau, nói khẽ con người ta rồi ai cũng phải lớn, không phải sao. Trương Dương không nói gì, lại cầm lấy chén trà uống một ngụm. Tống Hoài Minh quan sát Trương Dương một lúc rồi nói, "Giữa cậu và Yên Nhiên có tính toán gì không?" Trương Dương trước khi tới đây đã đoán được Tống Hoài Minh sẽ hỏi vấn đề này, hắn tuy rằng vẫn cân nhắc sẽ trả lời như thế nào, nhưng khi Tống Hoài Minh hỏi thật, Trương Dương phát hiện câu hỏi này thật khó trả lời, mình vẫn chưa chuẩn bị tốt, hắn ho khan một tiếng, thành thật trả lời, "Không biết." Tống Hoài Minh thở dài, bất kể hai đứa cuối cùng có thể ở cùng nhau hay không, tôi chỉ hy vọng hai đứa đều luôn được vui vẻ. Tình cảm chỉ là một bộ phận nhỏ của nhân sinh, không phải là toàn bộ, hiểu chứ? Trương Dương gật đầu, nói tránh đi Tiểu Tân thế nào rồi? Tống Hoài Minh nói, đỡ sốt rồi, xem ra phương thuốc mà cậu kê rất hiệu nghiệm. Trương Dương đặt một túi giấy lên bàn làm việc của Tống Hoài Minh, trong túi giấy là bột khô mà hắn dùng Dễ Vân Tham nghiền thành, Trương Dương nói, trong đây chính là một số dược vật để cố bản bồi nguyên, chia làm ba phần, cho nó uống với nước, đối với sự khôi phục của nó sẽ có ích rất lớn. Tống Hoài Minh cẩn thận thu lấy. Trương Dương cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, hắn đứng dậy nói, tỉnh trưởng Tống, tôi sáng nay còn phải về Nam Tích, xin phép đi trước. Tống Hoài Minh nói, cùng nhau ăn cơm đã. Trương Dương cười cười từ chối khéo hảo ý của y, hắn thật sự không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề tình cảm với một vị trưởng bối, huống chi Tống Hoài Minh còn là cha của sở yên nhiên. Trở lại trong xe pí chắp của mình, Trương Dương đang chuẩn bị mở túi văn kiện mà Tống Hoài Minh đưa cho hắn ra thì di động đổ chuông, nhìn thấy số của Kiều Bằng Cử Trương Dương Trương Dương lập tức bắt máy. Kiều Bằng Cử nói: "Cậu sao thế, đã nói 11 giờ rưỡi gặp nhau, giờ đã quá 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy cái bóng của cậu đâu cả." Trương Dương nói: "Tôi đến văn phòng chính phủ tỉnh làm chút việc, giờ đi ngay đây." Hắn đã hẹn với anh em Kiều Bằng Cử cùng nhau về Nam Thích. Kiều Bằng Cử nói, cậu trực tiếp tới quán Thượng Hải ở đối diện đường nhà tôi nhé, tôi và Mộng Viện đợi cậu ở đó. Trương Dương vội vàng chạy tới quán Thượng Hải, nhìn thấy bên ngoài đố chiếc xe Jeep Cadillac của Kiều Mộng Viện. Trương Dương đổ sát xe pí chắp xong, đi vào trong quán, nhìn thấy Kiều Bằng Cử và Kiều Mộng Viện đều đang ngồi ở đó nói chuyện, trên bàn đặt bốn món ăn. Kiều Bằng Cử nhìn thấy Trương Dương đến vươn tay ra chuẩn bị mở rượu từ quỷ thì Trương Dương nói, đừng uống, chiều còn phải lái xe. Kiều Bằng cử nói, mộng viện lái xe, chúng ta cứ uống vài chén. Trương Dương nói, một mình cô ấy không thể lái hai chiếc xe được. Kiều Mộng Viện cười nói, tôi không đi xe, ngồi cùng xe với anh và anh trai à tôi, anh trai tôi tặng tôi một chiếc đờ bi tổ mới, lần này tôi tới Nam Tích thuận tiện lái về luôn. Trương Dương cười cười, nhìn Kiều Bằng Cử, nói, chắc chắn lại định nhờ vả gì đây. Kiều Bằng Cử cũng không nhịn được liền cười nói, cậu nói năng kiểu gì vậy chia rẽ tình cảm anh em chúng tôi à. Gã vừa nói vừa rót đầy rượu vào cốc thủy tinh ở trước mặt Trương Dương, tới cốc của gã thì chỉ rót có một nửa. Trương Dương lập tức kháng nghị, lấy đâu ra kiểu rót rượu như anh vậy. Kiều bằng cử nói, tử lượng có lớn nhỏ, người giỏi thì nhiều việc. Trương Dương giật lấy chai rượu, chén thứ nhất nói sao cũng phải rót đầy. Hắn rót đầy cốc của Kiều bằng cử. Kiều mộng viện cười nói, được rồi, uống ít thôi, giờ là buổi trưa, buổi chiều đến Nam Thích còn có rất nhiều việc phải làm đó. Trương Dương biết rõ mục đích của chuyến đi này của Kiều Mộng Viện, Kiều Mộng Viện là đặc biệt tới khảo sát khu đất sân thể dục cũ, sau khi vương quân giao chết, khu đất này sẽ bỏ không, Kiều Bằng Cử trước giờ luôn muốn lấy được quyền khai phá khu đất sân thể dục cũ, đáng tiếc khi canh tranh công khai lại bại trong tay vương quân giao. Hiện tại vương quân giao đã chết, chẳng khác nào cơ hội này lại một lần nữa đến trước mặt gã, Vương quân giao lúc trước bỏ 200 triệu ra mua khu đất này, những thương nhân khai phá khác đều biết tình huống của khu đất này vô cùng phức tạp, không ai dám tùy tiện tiếp nhận, cho dù là Hà Trường An cũng khuyên Kiều Bằng Cử đừng dính vào vũng nước đục này, nhưng Kiều Bằng Cử cho rằng lần này là một cơ hội hiếm có, hắn định gom hê vốn, tiếp tục khai phá hạng mục này. Trương Dương nhắc nhở Kiều Bằng Cử, trước mắt chuyện này vẫn chưa có định luận cuối cùng, kết quả xử lý đám người từ Quang Nhiên vẫn chưa có, tôi thấy anh cứ đợi đã rồi tính. Kiều Bằng cử cười nói, tôi cũng không nóng vội như vậy đâu, cuộc diện chính trị của Nam Tích lúc nào hoàn toàn ổn định tôi mới dám bắt tay vào làm chuyện này. Lần này mục đích mời mộng viện tới chủ yếu là để khảo sát, tuy rằng chúng tôi là anh em ruột, nhưng muốn nó đầu tư thì trước tiên cũng phải khiến nó xem trọng hạng mục này đã, nếu không thì nó cũng sẽ không dễ dàng bỏ tiền ra đâu. Trương Dương nói, Vương Quân Giao vừa chết, Ủy ban Thể dục Thể thao chúng tôi cũng gặp phiền toái rất lớn, lúc trước Thị Lý đã nói rồi, tiền bán đấu giá khu đất này sẽ cho Ủy ban Thể dục Thể thao cho chúng tôi 30% để làm kinh phí hoạt động vận hội tỉnh. Chúng tôi chỉ có 3.000 vạn, còn 3.000 vạn vẫn chưa vào tài khoản, chúng tôi hy vọng sẽ có người tiếp nhận. Kiều Bằng Cử nói, tôi cho dù tiếp nhân cũng không định bỏ ra nhiều tiền như vậy đâu, 200 triệu để mua một khối đất, trừ vương quân giao ra, không ai ngốc như vậy đâu. Trương Dương nói, cô ta cũng không ngốc đâu, nhiều năm như vậy, cô ta một mực đều làm công việc rửa tiền giúp đám quan viên hủ bại trong nước. Tôi thấy chỗ tiền mà cô ta dùng để mua khối đất sân thể dục cũ đó tất cả đều là tiền tham ô của tham quan, chuyển tiền ra nước ngoài, sau khi rửa sạch liền lại mang về quốc nội để đầu tư, quang minh chính đại biến thành tài sản của mình, còn được tiếng là thương nhân yêu nước, cớ sao lại không làm chứ? Kiều Bằng cử cảm thán nói, nữ nhân này quả thực không phải là nhân vật tầm thường. Trương Dương uống một ngụm rượu, nói có cậu tôi không biết có nên nói hay không kiều bằng cử nói cứ nói đi giữa chúng ta có gì mà phải ngại trương dương nói tôi luôn cảm thấy vào thời kỳ mẫn cảm này anh không thích hợp lấy khối đất này kiều bằng cử lập tức hiểu trương dương đang lo lắng điều gì sau khi từ quang nhiên hủ bại bị bắt rồi mất chức hiện tại cả chính đàn bình hải đều trở nên vô cùng mẫn cảm nếu gã lấy khu đất này rất có khả năng sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với cha gã là bí thư tỉnh ủy Kiều Bằng Cử đương nhiên đã cân nhắc đến nhân tố phương diện này, có điều gã còn có chuẩn bị khác. Kiều Bằng Cử cười ha ha nói, chỉ khảo sát thôi, cậu không cần phải nghĩ quá phức tạp. Buổi chiều hôm đó ba người cùng nhau tới Nam Tích, Trương Dương trực tiếp tới văn phòng thị chính phủ, thị ủy Nam Tích, sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn cũng muốn gặp bí thư thị ủy tân nhiệm Lý Trường Vũ, muốn biết an bài công tác của mình. Khi Trương Dương tới văn phòng của Lý Trường Vũ, Lý Trường Vũ vừa mới trao đổi ý kiến với bí thư ủy ban kỷ luật Mã Thiên Dực xong, gần đây trọng điểm công tác của thành phố Nam Tích chính là điều tra tập đoàn hủ bại của Từ Quang Nhiên, hoàn toàn thanh trừ những cán bộ có liên quan tới chuyện này. Trương Dương chưa từng gặp vị bí thư ủy ban kỷ luật mới tới này, khi vào cửa liền đi sượt qua Mã Thiên Dực, Mã Thiên Dực nhìn hắn một cái, cũng không nói gì, chắc là vội đi làm việc cho nên sải bước ra khỏi văn phòng. Trương Dương đi vào trong văn phòng. Lý Trường Vũ ngẩng đầu lên, mỉm cười nói cậu cuối cùng cũng trở lại rồi đúng rồi đã thấy bí thư mã chưa trương dương hơi ngẩn ra bí thư mã nào lý trường vũ nói người vừa ra khỏi cửa đấy chính là bí thư ủy ban kỷ luật mã thiên dực mới tới trương dương lúc này mới biết người vừa rồi mà mình gặp là ai hắn cười nói không ngờ lại bỏ lỡ cơ hội làm quen rồi lý trường vũ nói không vội về sau hai người sẽ có cơ hội làm quen thôi Trương Dương ngồi xuống đối diện Lý Trường Vũ, thuận tay lấy vạn bảo lộ bọc trong túi ra đặt lên bàn của y, chuyến đi tới Mỹ cũng không mua gì cho ông, vạn bảo hộ này tính là món quà nhỏ đi. Lý Trường Vũ mở ra nhìn, lập tức người nói, thằng ôn cậu đừng có lừa tôi, mua ở cửa hàng bách hóa trong nước phải không? Trương Dương xấu hổ bật cười, Lý Trường Vũ nghiện thuốc lâu ngày, mình quả thực là mua ở cửa hàng thuốc lá, vốn cho rằng có thể lừa được y, nhưng không ngờ người ta liếc cái là nhìn ra ngay lý trường vũ bỏ vạn bảo lộ vào trong ngăn kéo cầm lấy hồng tháp sơn trên bàn lên châm một điếu y dít một hơi rồi nói không nói tiếng nào đã tới mỹ trong mắt cậu còn có tính kỷ luật của tổ chức không trương dương nói tôi đang trong kỳ nghỉ bệnh mà trong kỳ nghỉ bệnh ra ngoài du lịch không tính là sai phạm gì cả lý trường vũ cũng không có ý trách hắn búng tàn thuốc vào gà tàn rồi nói cậu có tính toán gì không trương dương nói tôi hôm nay đến tìm chú cũng là vì chuyện này đây đúng rồi Trước tiên chúc mừng chú Lý lên thành bí thư lý, tôi nhớ rõ lần trước xưng hô như vậy là vào năm 92. Lý Trường Vũ bật cười, lần trước mà Trương Dương nói là khi còn ở Xuân Dương, y lúc đó là bí thư huyện ủy Xuân Dương, thời gian 4 năm trong nháy mắt đã trôi qua, sĩ đồ của mình trong những năm này cũng có thể tính là thuận gió thuận nước, đã trở thành bí thư thị ủy Nam Thích, ở giữa mặc dù chút khúc chiết, có điều cũng không ảnh hưởng đến nhịp bước chính trị của y, nhớ lại, Trương Dương thật sự là quý nhân trên sĩ đồ của mình. Lý Trường Vũ nói, không có gì đáng để chúc mừng cả, công tác của Nam Tích cũng không dễ làm đâu, vào những lúc như thế này mà phải tiếp nhận cái cái cục diện rối ren này, tôi hiện tại chẳng có đêm nào ngủ ngon. Trương Dương nói, thuyền tới đầu cầu tự nhiên đi thẳng, tôi tin thế cục chính trị của Nam Tích rất nhanh có thể ổn định lại. Lý Trường Vũ nói, người của Trung Kỳ ủy, ủy ban kỷ luật tỉnh vẫn chưa đi, nhân tâm của đội ngũ cán bộ Nam Tích luôn luôn hoang mang, dưới trạng thái tâm lý này làm sao có thể làm tốt công tác được y rút thuốc ra bỏ vào gạt tàn rồi dập, nói khẽ, vẫn chưa nói tính toán của cậu. Trương Dương nói, tôi nhàn rỗi lâu như vậy rồi, cũng muốn đi làm. Lý Trường Vũ nói, thời gian nghỉ bệnh lúc nào thì hết. Trương Dương nói, còn nửa tháng nữa. Lý Trường Vũ gật đầu, nói, đừng vội đi làm, cuối tuần tổ chức giải điền kinh toàn quốc ở thành phố Nam Võ tỉnh Vân An, trong thời gian đó còn tổ chức một hội nghị công tác của Ủy ban Thể dục Thể thao cả nước, cậu tới đi tham gia hội nghị, thuận tiện quan sát học tập một chút đi. Trương Dương vốn định sau khi trở về Nam Tích sẽ đi vào công tác, nhưng không ngờ Lý Trường Vũ vừa nhìn thấy hắn liền bắt hắn xung quân, Trương Dương có chút buồn bực nói, "Học ư? Công tác của ủy ban thể dục thể thao thì làm thế nào?" Lý Trường Vũ nói, "Cậu định ở lại đợi tổ công tác của ủy ban kỷ luật tra hỏi hay là ra ngoài học tập nghỉ ngơi?" Trương Dương giờ mới hiểu được ý của Lý Trường Vũ, hiện tại người của tổ công tác ủy ban kỷ luật vẫn còn ở Nam Tích điều tra các phương diện xung quanh từ quang nhiên vẫn đang tiếp tục lý trường vũ là nghĩ cho hắn rơi tình trạng trước mắt rất khó khai triển được công tác trương dương nói cũng được tôi ra ngoài học tập lý trường vũ nói từ hôm nay trở đi cậu tính là đã chính thức trở lại cương vị công tác an bài công tác cụ thể thì chờ cậu lần này từ nam võ trở về rồi tính sau nhớ kỹ đấy lần này đi ra ngoài trăm ngàn lần đừng có dính vào phiền phức một câu cuối cùng mà lý trường vũ bổ sung tuyệt đối không phải là dư thừa y biết rõ tính tình của trương dương trương dương cười cười đứng dậy không có chuyện gì khác thì tôi đi đây không làm phiền công tác của bí thư lý lý trường vũ gật đầu bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện đúng rồi thị lý của chúng ta lại có một vị phó bí thư đảng ủy mới ai vậy lý trường vũ nói cũng tính là người quen của cậu ngô minh trương dương nghe thấy tên của ngô minh thì không khỏi nhíu mày thằng ôn này không phải ở lam sơn làm phó bí thư thị ủy ư sao tình lý lại điều y tới Nam Tích, điều động cung cấp, thằng ôn này cũng không phải là hạng tốt lành gì. Trương Dương nhớ tới những chuyện mà trước đây Ngô Minh đã làm, biết nhân phẩm của thằng ôn này sẽ không mang lại sự chờ mong gì cho mình. Có điều Trương Dương cũng không coi Ngô Minh vào đâu, dù sao chuyện của y và Trương Lập Lan toàn bộ đều nằm trong tay mình. Chỉ cần Ngô Minh dám chọc tức hắn, nhất định sẽ khiến thằng cha đó biết tay. Khi Trương Dương đi lấy xe thì gặp Phó Bí Thư ủy Ban Kỷ luật tỉnh Bình Hải Lưu Diễm Hồng, đi cùng cô ta còn có chuyên viên Chung kỳ ủy tưởng Minh xã, hai người tới ủy ban kỷ luật thành phố Nam Thích làm việc. Lưu Diễm Hồng không ngờ lại gặp Trương Dương ở đây, không khỏi có chút kinh hỉ. Cô ta bảo tưởng Minh xã đi trước, còn mình thì ở lại nói vài câu với Trương Dương. Trương Dương chào một tiếng bí thư Lưu. Lưu Diễm Hồng cũng biết chuyện gần đây của Trương Dương, cô ta cười nói, tôi còn tưởng rằng cậu không dám về Nam Thích, không ngờ nhanh như vậy đã sẽ trở lại rồi. Trương Dương nói: Tôi không làm chuyện gì thẹn với lòng, vì sao không dám trở về? Lưu Diễm Hồng nói: Tới Mỹ có gặp Yên Nhiên không? Trương Dương biết Lưu Diễm Hồng nhìn thấy mình thì luôn luôn là hoặc bàn công việc, hoặc là nói chuyện tình cảm giữa hắn và Sở Yên Nhiên, hai chuyện này vừa hay đều là chuyện mà Trương Dương không muốn nhắc tới. Hắn cười nói: Bí thư Lưu, tôi còn phải về ủy ban thể dục thể thao bàn giao chút việc, hay là chúng ta để hôm khác lại nói chuyện nhé? Lưu Diễm Hồng khó khăn lắm mới gặp được hắn, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn, cô ta chặn đường Trương Dương, nói cậu đừng đi, tôi có chuyện trên công tác cần hỏi cậu. Trương Dương nói, có gì đâu mà nói, chuyện mà các người cảm thấy hứng thú tôi đều không biết, tôi giờ chỉ muốn làm tốt công tác của ủy ban thể dục thể thao thôi. Lưu Diễm Hồng đang định nói gì đó thì nhìn thấy phó bí thư thị ủy Nam Tích Tân nhiệm Ngô Minh đi về phía này, Ngô Minh từ xa nhìn thấy Ngô Minh vốn muốn lảng tránh, nhưng nhìn thấy Lưu Diễm Hồng Y lại chủ động đi tới giữa Ngô Minh và Trương Dương trước giờ luôn có thù hằn nhưng Ngô Minh nghĩ kỹ lại mình là phó bí thư thị ủy là cán bộ cấp phó thính Trương Dương chỉ là một chính ban vừa được cân nhắc mình thì sợ cái gì và lại cho dù hôm nay có tránh được thì sau này cũng không thể đảm bảo không gặp mặt nữa tình lý đã điều Y tới Nam Tích công tác sau này cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu cũng thấy nói tóm lại có né tránh cũng không được gì thế là Ngô Minh chủ động đi tới y mỉm cười chào hỏi Lưu Diễm Hồng, bí thư Lưu, cô tới đây à? Ngô Minh trước giờ luôn theo dõi Lưu Diễm Hồng, Lưu Diễm Hồng biết rõ điều này, cô ta không có hào cảm mà cũng không phản cảm với Ngô Minh, quen đã lâu rồi, cũng coi Ngô Minh như bạn bè. Lưu Diễm Hồng cười nói, bí thư Ngô, nghe nói anh tới Nam thích đảm nhiệm phó bí thư thị ủy, chỉ là một mực không gặp được anh. Ngô Minh nói, tôi hôm qua mới đến, nghe nói cô cũng ở Nam tích. Nhưng tôi biết công tác của cô bận rộn cho nên không dám tới quấy giày. Trương Dương nói, bí thư ngô à, tôi còn chưa kịp chúc mừng anh đó. Thằng ôn này cũng dùng tới chữ anh, đối với ngô minh thì chẳng việc gì mà phải dùng ngài. Ngô minh cười nói, tiểu trương, nghe nói cậu bị bệnh, tôi đang định tới bệnh viện thăm cậu đây. Y đạo quan đồ, trương nhất châm. Hết chương 655.